cậu nhóc mập này giam lỏng mẹ đẻ và tội phạm ở trong cửa hàng của nhà mình. Cheon-won chẳng những không hoảng sợ mà còn lộ ra vẻ hung hãn. Anh ta lập tức lao tới tấn công Myeong-suk. Sức đối kháng giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn. Việc Dae-sung làm quả thật là dâng mạng mẹ mình tới tận miệng kẻ địch. Tuy cậu đã gọi cảnh sát, nhưng Cheon-won vẫn tự tin bản thân có thể xử lý mẹ cậu và thoát khỏi nơi này trước khi cảnh sát tới. Quả nhiên Myeong-suk không địch lại được anh ta, bị hắn đè xuống mặt đất. Ngay cả khi thấy hàng xóm đi qua ngoài cửa, bà cũng chẳng thể hô cứu. Nhưng cuối cùng bà vẫn nhân lúc Cheon-won không để ý, tìm cơ hội cắn vào tay anh ta để thoát khỏi sự khống chế. Lúc này Dae-sung dẫn theo cảnh sát về tới nơi, vừa mở cửa cuốn lên. Họ nhìn thấy Myeong-suk ném một bao gạo từ trên cao xuống trúng mặt Cheon-won. Đòn tấn công này khiến anh ta lập tức bất tỉnh nhân sự. Dae-sung vỗ tay hoan hô, chúc mừng mẹ giành được thắng lợi. Ngày xui xẻo của Cheon-won bắt đầu từ khi anh ta bước vào cửa hàng tiện lợi Dae-sung. Cheon-won lấy ra 5.000 đô tiền giả như mọi khi, muốn mua bánh sô-cô-la lừa hộ kinh doanh nhỏ. Nào ngờ anh ta lại bị Dae-sung vạch trần. Cậu nhóc mập này tên là Dae-sung, nhìn cậu có vẻ giống một đứa trẻ chỉ thích ở nhà, nhưng cậu lại có khả năng quan sát và trí nhớ siêu phàm. Sau khi bị Dae-sung vạch trần việc dùng tiền giả, Cheon-won lại giả vờ mình cũng là người bị hại. Nhưng hai mẹ con Dae-sung lại phát hiện, trong ví của anh ta còn có rất nhiều tiền giả giống như vậy. Để bịt miệng hai mẹ con cậu, Cheon-won cố ý đọc tên lớp ở trên đôi giày trắng của Dae-sung, dường như anh ta có ý uy hiếp sẽ báo thù. Myeong-suk tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên đuổi Cheon-won đi không? Lúc này Dae-sung đã chọn giúp bà, cậu đóng cửa cuốn lại. Cũng vì thế mới xảy ra cảnh lúc đầu, Cheon-won bị áp giải đi lộ ra vẻ không cam lòng. Lúc đi ngang qua Dae-sung, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói hẹn ngày gặp lại. Cuối cùng Cheon-won bị phán 5 năm ăn cơm nhà nước nuôi. Tin mẹ con Dae-sung bắt được tội phạm cũng được lên báo. Họ không chỉ được phỏng vấn lên TV, mà cửa hàng tiện lợi của hai mẹ con cũng thành cửa hàng nổi tiếng gần xa. Ngày nào người tới mua đồ cũng đông nườm nượp. Có nhà báo tới phỏng vấn Dae-sung, cậu thông minh quả cảm như vậy chắc trong lòng có ước mơ to lớn lắm. Nhưng Dae-sung chỉ nhìn vào ống kính và đáp, cậu chỉ muốn làm ông chủ của một cửa hàng tiện lợi và bảo vệ những khách hàng trong khu vực này. Mấy năm sau đường xá ở đây được phát triển và được tối ưu hóa, cửa hàng tiện lợi đơn sơ giờ cũng đổi mới, trở thành một siêu thị lớn. Ngày ngày Dae-sung đều tới siêu thị để giúp đỡ. Một hôm lúc đang xếp hàng hóa, cậu phát hiện một hộp bánh sô-cô-la đã bị bóc ra. Bên trong còn có một tờ 5.000 won tiền giả. Trên hộp viết tao nhất định sẽ quay lại. Dae-sung thở dài lấy bút ra sửa chữ đinh thành chữ định. Lời cảnh báo của Cheon-won khiến Dae-sung cảm thấy bất an. Cậu nhất định phải đề cao cảnh giác, phát hiện ra nguy hiểm trong siêu thị sớm nhất có thể. Thời gian trôi qua cực nhanh, giờ Dae-sung đã trở thành một chàng thanh niên. Hôm đó anh tới nhà Ahi để gặp bố vợ tương lai. Món quà mà anh mang tới lại là một quả dứa. Trong lúc trò chuyện, Dae-sung như kẻ ngớ ngẩn, luôn đưa ra câu trả lời khiến bố vợ nổi giận. Gì mà bản thân là người không có việc làm, không hề có kế hoạch gì cho tương lai. Bố anh thì nhàn rỗi, mẹ kinh doanh nhỏ. Quả nhiên bố vợ tương lai không nhịn được nữa. Sau khi trang bị xong, ông oánh Dae-sung như ính bao cát. Nhưng thực tế Dae-sung không phải người có IQ thấp. Chỉ vì anh lại trượt kỳ thi công chức thế nên anh tự ti. Anh muốn dùng cách này để Ahi rời xa mình. Nhưng Ahi rất tỉnh táo. Cô biết giá trị của Dae-sung không nằm ở việc anh có phải công chức không, mà là ở siêu thị nhà anh. Đợi tới khi khu phố này xây dựng lại, Dae-sung hoàn toàn có thể trở thành nhà giàu nhờ vào cái siêu thị đó. Đêm khuya Dae-sung dọn dẹp hành lý ở nơi ôn thi, chính thức từ bỏ việc thi công chức. Vừa về tới siêu thị, anh nhìn thấy mẹ và một đám nhân viên đang thay biển. Sau khi hỏi nhân viên, Dae-sung được biết siêu thị nhà mình đã đổi chủ. Dae-sung rất buồn bã. Anh không ngờ tài sản duy nhất khiến bản thân cảm thấy kiêu ngạo này cũng đã bị chuyển nhượng cho người khác. Dae-sung khóc lóc vô cùng đau lòng. Mẹ anh đi tới nói siêu thị không hề bị bán đi, chỉ là đổi thành tên của bà mà thôi. Myeong-suk nghĩ tới nghĩ lui, Dae-sung không hề đóng góp gì cho siêu thị. Dựa vào đâu mà gọi là siêu thị Dae-sung, vì thế bà mới quyết định thế này. Không chỉ như vậy, Myeong-suk còn yêu cầu Dae-sung phải độc lập hoàn toàn, không được dựa dẫm vào gia đình dù chỉ một chút. Nhưng lúc này Dae-sung vừa thi trượt công chức, trên người chẳng có xu nào. Anh chỉ đành cầu xin mẹ cho mình ở lại làm việc tại siêu thị, chỉ cần là một nhân viên bình thường là được. Myeong-suk nghĩ một lúc rồi đồng ý với yêu cầu của con trai. Bà bảo Dae-sung tạm thời ở trong nhà kho của siêu thị, hơn nữa còn phải trả tiền thuê. Nhưng đồng thời mỗi tháng bà cũng sẽ phát lương cho anh, có điều phải vượt qua một tháng thử việc. Ngày hôm sau, Dae-sung mặc áo jean lơ đồng phục bắt đầu bận rộn làm việc cùng những người khác. Lúc đang cùng tập thể dục, nhân viên xôn xao bàn tán vì có rất nhiều siêu thị giao hàng tận nhà mọc lên. Doanh thu của siêu thị nhà mình đang giảm sút. Lần này Myeong-suk cải cách siêu thị một cách triệt để, bắt buộc cần phải tìm ra cách cứu vãn tốt hơn. Vừa nói xong, Myeong-suk phát hiện người phụ trách khu đồ tươi sống đã nhảy việc để bổ sung nhân lực bị thiếu. Bà chỉ đành gọi điện cho đội trưởng Kim của đồn cảnh sát, bởi trước kia ông ta từng giới thiệu nhân viên cho Myeong-suk.
Nghe được cuối cùng bà cũng chịu lên tiếng. Đội trưởng Kim lập tức đưa người tới siêu thị. Người tới phỏng vấn là một chàng trai cực kỳ trẻ tuổi. Trước kia cậu ấy từng làm việc tương tự. Có điều cậu ấy là người từng có 3 tiền án. Myung Sup lập tức kéo đội trưởng Kim ra ngoài, chỉ trích ông ta sao lại đưa người có tiền án vào siêu thị nhà mình. Vừa nghĩ tới việc Sa Eun Sun là một tên trộm, dù thế nào bà cũng không yên tâm để cậu ấy ở lại đây. Nhưng đội trưởng Kim ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng liên tục an ủi Myung Sup rằng cứ yên tâm, Sa Eun Sun phạm tội đều là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ. Cậu ấy là một người rất lương thiện. Lúc hai người đang ghé đầu thì thầm to nhỏ, Sa Eun Sun chủ động đứng dậy, nói thẳng rằng mình không muốn vừa làm việc vừa bị nghi ngờ. Nếu Myung Sup chê cậu ấy thì cậu ấy cũng không muốn miễn cưỡng ở lại. Nghe Sa Eun Sun nói vậy, Myung Sup có chút không nhẫn tâm, bà bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Bên ngoài siêu thị, Ahi đang ngồi trong xe cảnh sát. Hóa ra cô là cảnh sát khu vực. Kể từ lần trước Dae Sung cố ý làm xấu mặt khi ra mắt bố vợ tương lai, cô đã bị bố cấm không được qua lại với anh nữa. Anh gõ cửa xe nhét vào trong từng hộp rau quả. Trên mỗi hộp đều nhắn nhủ một câu Dae Sung muốn nói với Ahi, anh mong cô đừng rời xa mình. Nhưng lần này Ahi dường như đã cực kỳ thất vọng. Bọn họ đã quen biết 20 năm nhưng Dae Sung vẫn chẳng có chí tiến thủ. Anh chẳng biết bản thân muốn làm cái gì. Ahi nói với Dae Sung, cô chuẩn bị làm quen với người đàn ông khác. Mối tình của cả hai dừng lại ở đây. Nói xong Ahi lái xe cảnh sát rời đi. Lúc này Myung Sup và đội trưởng Kim cũng bước ra ngoài. Bà đã bị lòng trắc ẩn đánh bại. Bảo Sa Eun Sun ngày mai tới làm việc, cậu ấy sẽ phụ trách quầy đồ tươi sống. Dae Sung quay về siêu thị bắt đầu làm công việc thu ngân. Lúc này con gái nhà hàng xóm là Seo Hyun tới mua đồ giúp bố. Cô bé lấy ra một chiếc dép nữ nhặt được trên đường ra, hỏi Dae Sung có thể tìm được chủ nhân của chiếc dép không. Dae Sung vô cùng tự tin, dù sao bản thân anh từ nhỏ đã có năng lực nhìn qua là nhớ. Anh sở hữu một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhìn chiếc dép một chút. Trong đầu Dae Sung lập tức hiện ra hình ảnh chủ nhân của đôi dép này, cô ấy là khách quen của siêu thị. Seo Hyun bỏ chiếc dép vào chỗ nhận đồ bị mất của siêu thị. Lúc này Myung Sup đi ra, bà rất thương cô bé. Bởi gần đây có lời đồn mẹ của cô bé đã mất tích một thời gian. Gong San bổ sung, mẹ của Seo Hyun bị bệnh phải nằm viện. Bố cô bé gần đây cũng cực kỳ hốc hác, cả ngày chìm trong men rượu. Hoàn cảnh bi thảm của nhà cô bé khiến người ta phải thở dài. Nhưng tình hình của siêu thị cũng chẳng mấy lạc quan, vì đối thủ cạnh tranh quá nhiều. Kết hợp với ưu thế khi có dịch vụ giao hàng tận nơi, rất nhiều khách quen của siêu thị đã vắng bóng trong thời gian dài. Hàng hóa ế ẩm khiến Myung Sup rất ngại khi phải nói chuyện với bên cung ứng. Dae Sung chủ động đứng ra, nếu ưu thế của đối thủ cạnh tranh là giao hàng tận nơi, thế thì anh sẽ dùng khả năng phục vụ chu đáo để kéo lại vài khách hàng. Dae Sung định bỏ thêm một túi bánh sô-cô-la vào những món hàng giao tận nơi. Tuy Dae Sung không thích ăn thứ này, nhưng hàm ý của nó lại rất hay. Nó có nghĩa là siêu thị không chỉ là siêu thị, mà còn là người nhà quan tâm khách hàng. Đêm khuya Dae Sung bắt đầu đi giao hàng. Anh tranh thủ thời gian rảnh đi tới nhà chủ nhân chiếc dép. Lại vô tình phát hiện trên cửa nhà cô ấy có treo một túi hàng. Bên trong có một túi bánh sô-cô-la và một chiếc quần tất. Bên cạnh còn có mấy hộp đồ đã bị mở ra. Dae Sung sinh nghi, anh gõ cửa nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Trên đường trở về, ông cụ thường luyện côn nhị khúc ở công viên đột nhiên ngăn Dae Sung lại, giơ tay biểu diễn một bài côn. Nhưng lần này ông ta không thành công, trượt tay làm côn nhị khúc bay vào trong bụi cỏ. Dae Sung định nhân cơ hội chạy trốn, nào ngờ lại nghe thấy ông ta hét lớn. Dae Sung không yên tâm nên chạy tới chỗ bụi cỏ, chỉ thấy ông ta sợ hãi chỉ về một hướng, một thi thể nữ giới đang nằm ở nơi đó. Trên chân xỏ một chiếc dép lê giống hệt chiếc Seo Hyun nhặt được. Người hẹo chính là khách quen mà Dae Sung vừa tới nhà tìm, mà bên cạnh thi thể có một chiếc vỏ bánh sô-cô-la. Dae Sung ghét bánh sô-cô-la, thứ đồ này dường như luôn mang vận đen tới cho anh. Năm xưa lúc tên tội phạm tiền giả định lừa tiền thật cũng mua bánh sô-cô-la. Hồi ức trong đầu Dae Sung bắt đầu tua ngược như đèn kéo quân. Anh hồi tưởng lại những người từng lấy bánh sô-cô-la ở quanh mình. Vỏ bánh ở bên cạnh thi thể rốt cuộc là của ai? Sau khi báo cảnh sát chẳng mấy chốc cảnh sát đã tới hiện trường. Họ hỏi Dae Sung một vài chuyện. Nào ngờ Dae Sung vừa mở miệng đã cung cấp rất nhiều tin tức quý giá. Người bay màu là một giáo viên mầm non, ở một mình và đang điều trị chứng trầm cảm. Từ địa chỉ nhà tới số điện thoại của người bị xóa sổ, tình trạng cuộc sống riêng tư và cả thông tin về cuộc sống của ông cụ mua côn nhị khúc, Dae Sung đều đối đáp lưu loát. Bộ não thiên tài của anh khiến cảnh sát đứng bên cạnh ngẩn cả người. Nhưng đội trưởng Kim đã làm việc ở khu phố này nhiều năm chẳng hề ngạc nhiên. Ông ta còn nói Dae Sung chính là thổ địa của nơi này. Nhưng Ahi lại đánh giá Dae Sung là nhìn thì có vẻ cao lớn thông minh nhưng thực tế chẳng ra làm sao. Sáng hôm sau, Gong San hoảng sợ chạy vào trong siêu thị, báo với Myung Sup và những nhân viên khác ở đây rằng tối qua có người đã phát hiện ra một thi thể trong công viên. Người phát hiện ra thi thể kia chính là Dae Sung. Myung Sup cố tỏ ra không quan tâm nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Bà lạnh lùng ném đống giấy dán mới ra bảo Dae Sung dán vào túi mua sắm. Bà hy vọng anh không nhớ tới chuyện này nữa.
Nhưng Seo-hyun lại tới mua đồ và nhắc tới chiếc dép màu hồng kia. Hôm trước cô bé nhặt được chiếc dép đó ở dưới chân tượng Đức Mẹ ở nhà thờ. Đây là một tin tức cực kỳ quan trọng. Lúc Dae-sung muốn hỏi thêm nhiều tin tức hơn, Seo-hyun lập tức chuyển đề tài. Cô bé nói mình nhìn thấy A-hi ăn diện rất đẹp chuẩn bị đi xem mắt. Tin tức này khiến đầu Dae-sung như muốn nổ tung. Anh bỏ dở việc của siêu thị và bảo nhân viên khác làm thay chỗ mình, rồi chạy như bay tới đồn cảnh sát. Thăm dò một lúc lâu, Dae-sung vẫn không nhìn thấy A-hi. Trên đường về nhà, anh đi ngang qua tượng Đức Mẹ ở nhà thờ và vô tình phát hiện ra dưới chân tượng có một viên thuốc. Dae-sung nhặt lên, nhớ tới bên cạnh thi thể của Bo Yeon cũng có rất nhiều viên thuốc thế này rơi tán loạn. Anh nhìn xung quanh, phát hiện ở nơi không xa cũng có vài viên thuốc. Nó như để chỉ dẫn phương hướng vậy. Những viên thuốc dẫn Dae-sung tới một góc khuất. Nơi này có một chiếc quần tất nữ. Lúc này đội trưởng Kim gọi anh từ phía sau. Dae-sung lập tức nhét chiếc quần tất vào trong túi quần, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đội trưởng Kim là người chứng kiến Dae-sung lớn lên. Ông ta vừa nhìn ánh mắt của anh đã bắt được tín hiệu Dae-sung lại muốn lo chuyện bao đồng. Đội trưởng Kim không vạch trần, chỉ chân thành khuyên Dae-sung. Đội trưởng Kim rất lo cho anh. Ông ta nhớ rất rõ mấy năm sau vụ tiền giả năm xưa, siêu thị lại có khách không mời đột nhập. Dae-sung dũng cảm ứng phó với đối phương. Cuối cùng không thấy bóng dáng tội phạm đâu, chỉ để lại một đống đồ và một vũng tiết canh. Lúc đó để bảo vệ Dae-sung, Myung-sup quyết định chuyện to hóa nhỏ. Bà cầu xin đội trưởng Kim che giấu sự tồn tại của vũng tương ca. Đội trưởng Kim đã đồng ý. Ông bỏ qua lon đào vàng đóng hộp bên cạnh vết huyết tương, cầm lon sốt cà chua đổ xuống mặt đất. Sau chuyện này, ông ta đã một mình lần theo vết tương ca tới đống rác. Dường như đội trưởng Kim đã phát hiện ra thứ gì đó trong thùng rác. Thời gian quay lại hiện tại, Dae-sung trở lại siêu thị làm việc. Hôm đó trong lúc làm việc, vì không mua được chiếc quần tất mà mình cần, Yang Sun nổi nóng với Dae-sung, anh chỉ đành lấy kiểu khác ra. Bà ta dùng sức kéo mạnh chiếc quần tất để kiểm tra chất lượng của nó ra sao. Hành động này khiến một ý nghĩ lóe lên trong đầu Dae-sung. Anh nhanh chóng tới giá để quần tất lấy mỗi loại một cái. Sau đó nhân lúc không có ai để ý, anh nhanh chóng chạy về nhà và bắt đầu kéo quần tất. Vì chiếc quần tất mà Dae-sung nhặt được có chất lượng cực kỳ tốt, kéo thế nào cũng không bị rách, nên anh cho rằng đây rất có thể là hung khí để lại vết hằn trên cổ Bo Yeon. Sau khi suy đoán như vậy, Dae-sung gọi điện cho A-hi hỏi có phải Bo Yeon bị thắt cổ đến hóa kiếp không. A-hi cảm thấy rất kinh ngạc. Dae-sung nói không sai, nhưng đây là tin tức nội bộ của đồn cảnh sát. Dae-sung lập tức hẹn gặp A-hi, nói rằng mình có tin tức quan trọng muốn cung cấp. Dae-sung giao viên thuốc và chiếc quần tất cho A-hi, hy vọng cô có thể lập được công lớn và thuận lợi thăng chức. Như vậy Dae-sung sẽ trở thành người trợ giúp ưu tú. Đây vốn là ý tốt của anh, nào ngờ lại bị A-hi mắng cho trận. Cô không cần anh giúp mình mà chỉ muốn anh tìm được việc bản thân muốn làm. Cô mong anh có thể tỏa sáng trong lĩnh vực sở trường của bản thân, chứ không phải suốt ngày nhàn rỗi. Hôm đó là ngày siêu thị giảm giá, nhân viên ở đây đều được giảm 50%. Sa Eun Sun làm ở quầy đồ tươi sống lập tức lấy một đống đồ, trong đó có hai chiếc quần tất. Lúc tính tiền, Dae-sung thấy rất tò mò về hai món đồ này. Anh hỏi Sa Eun Sun mua cho mẹ hay bạn gái, nhưng đối phương lại không muốn trả lời. Điều này khiến Dae-sung càng nghi ngờ cậu ấy hơn. Đêm muộn, một cô gái nổi giận đùng đùng đi vào siêu thị, hét lớn rằng ai là người suốt ngày tặng đồ kỳ lạ cho mình. Myung-sup lập tức đi tới, nhìn mấy chiếc túi mua sắm của siêu thị nhà mình. Bà khẳng định chắc nịch đây không phải đồ siêu thị giao, bởi chúng chưa đạt tới số tiền tối thiểu để giao hàng. Ki-ung A có vẻ rất suy sụp, những nhân viên khác cũng đi tới xem. Không ngờ trong túi mua sắm lại là một số băng vệ sinh đã được sử dụng. Có vẻ như Ki-ung A đã bị kẻ thần bí nào đó quấy rối và dọa trong thời gian dài. Các nhân viên kéo Ki-ung A sang một bên an ủi. Lúc này Dae-sung nhìn thấy trong túi có một chiếc quần tất. Nó giống hệt với chiếc quần tất treo ở cửa nhà Bo Yeon. Lúc này Ki-ung A đề nghị siêu thị xóa thông tin hội viên của mình. Dae-sung lập tức bước tới trước máy tính, nhanh chóng mở thông tin của cô ấy ra. Anh nói tên quấy rối kia rất có thể là khách của siêu thị, bởi những sản phẩm dùng để quấy rối và cả túi mua sắm đều từ nơi này mà ra. Myung-sup quát Dae-sung im miệng, cảnh cáo anh đừng có gây thêm rắc rối cho siêu thị nữa. Nói xong bà đuổi Ki-ung A đi, rồi ném những túi hàng mà cô ấy mang tới vào thùng rác. Lúc này Gong-san ở bên cạnh mỉa mai, sợ siêu thị sẽ bị đóng cửa trong thời gian ngắn. Nghe vậy Myung-sup lập tức cãi nhau với bà ấy, nhưng Gong-san cũng là người nóng tính, nói không vừa tai cái là động tay động chân. Hai người phụ nữ lao vào xô sát. Dae-sung tiến tới khuyên ngăn lại bị nhận một chưởng vào mặt, mạnh tới mức mà tương cà trong mũi chạy tứ tung. Lúc này lửa giận trong lòng anh bùng lên, tất cả đều do tên quấy rối khốn kiếp kia. Dae-sung lấy mấy túi mua sắm trong thùng rác ra mang về nhà bắt đầu nghiên cứu. Anh đánh dấu danh sách xuất hàng, đối chiếu với những vật phẩm trong túi. Dae-sung muốn tìm ra vị khách đã mua chúng. Lượng việc cần làm của dự án sàng lọc này rất lớn. Cũng may Cheong-yuk cho anh lời khuyên. Anh ta bảo Dae-sung làm hồ sơ tội phạm, thu nhỏ phạm vi trong danh sách. Anh thấy có lý, còn liên tưởng tới chuyện túi đựng mà tên quấy rối sử dụng, đều là những túi mua đồ khi trước.
Dae Sung có thể lợi dụng điểm này để dò ra ngày mua. Cheong Hyuk khen Dae Sung biết suy một ra ba. Anh ta còn nói trước kia anh rất thông minh. Nhưng từ một ngày nào đó lúc học cấp 3, lại đột nhiên trở nên chán nản không muốn đi học nữa. Ánh mắt Dae Sung đột nhiên lóe lên, dường như không muốn nhớ tới đoạn ký ức nào đó. Nhưng đêm nay sau khi đóng cửa, Mi Eun Suk đứng ở cửa siêu thị, đột nhiên nhớ tới một đêm nhiều năm về trước. Lúc đó Dae Sung đang học cấp 3, một hôm nọ một mình bà đóng cửa siêu thị đột nhiên bị oánh lén. Người này chính là tên tội phạm bị hai mẹ con họ đưa vào tù. Chuyện đầu tiên mà Cheon Won làm sau khi ra trại chính là tìm hai mẹ con Dae Sung báo thù. Chỉ một lúc sau cậu đã tới siêu thị. Cậu nhìn thấy mẹ lại bị Cheon Won tấn công, nên đã cầm một lon đồ hộp ném về phía đối phương. Chiếc lon trúng ngay đầu Cheon Won, hồi ức dừng lại ở đây. Mi Eun Suk không dám nghĩ tiếp nữa. Bà chỉ hy vọng người nhà có thể bình an, không gặp nguy hiểm nào nữa. Ngày hôm sau Mi Eun Suk nghỉ làm cả ngày. Bà mặc đồ ra, đi xe gắn máy, trở thành một người giao hàng. Bà nói với Dae Sung rằng bản thân sẽ dùng cách này để thăm dò thông tin của đối thủ cạnh tranh. Trong lúc giao hàng, bà còn lén lút vứt hết tờ rơi của những siêu thị khác. Tối muộn, Mi Eun Suk tới nhà cô gái bị quấy rối, nhưng lại phát hiện có một người đàn ông lén lén lút lút định mở cửa. Mi Eun Suk lập tức xông tới tấn công đối phương, cuối cùng lại phát hiện ra đó chính là bố của Seo Hyun. Cheon Kyu giải thích rằng mình làm việc cho công ty bất động sản, vì một số nguyên nhân rò rỉ nước, chủ nhà yêu cầu nên mới muốn mở cửa. Nói xong, Cheon Kyu bảo Mi Eun Suk vào trong kiểm tra với mình. Nào ngờ vừa tiến vào đã phát hiện thi thể của một cô gái. Bên cạnh còn có một lon đào vàng đóng hộp. Một bên khác, Dae Sung đang suy nghĩ về vụ án. Anh nhớ tới những viên thuốc rơi vãi xung quanh thi thể. Nếu nói những vật phẩm khác có thể mua ở siêu thị, thì thuốc là thứ không thể mua một cách dễ dàng. Dae Sung gửi tin nhắn cho Ahi, hỏi cô những viên thuốc kia dùng để điều trị bệnh gì. Nào ngờ anh lại được biết đó không phải thuốc, đó chỉ là một loại kẹo mà thôi. Nghe vậy, Dae Sung nhớ ngay tới một món đồ chơi trẻ em chỉ có siêu thị nhà mình mới bán. Những viên kẹo bên trong chính là thứ mà anh tìm thấy ở hiện trường vụ án. Lúc này Gong San lại tới cung cấp manh mối. Bà ấy nói rằng bố Dae Sung bị lừa nên mới nhập hàng. Giờ đây siêu thị có rất nhiều hàng tồn kho. Dae Sung lên mạng tìm kiếm theo tin nhắn của tên lừa đảo. Anh thấy ảnh của đối phương rất quen mắt. Lúc này An Ba đi qua, nói đôi mắt này giống hệt ông cụ múa côn nhị khúc. Dae Sung lập tức hỏi Ahi ông ta đang ở viện nào. Vừa khéo cô cũng đang muốn tới gặp ông ta. Bởi Ahi phát hiện tuổi thật và vẻ ngoài của ông ta chênh lệch quá lớn, cô muốn điều tra về thân phận của đối phương. Hai người đi tới bệnh viện, nhưng ông ta đã xuất viện từ lâu, chỉ để lại một bộ tóc giả hoa dâm cạnh giường. Hai người đành tới sảnh bệnh viện ngồi đợi. Lúc này Dae Sung và một người đàn ông lướt qua nhau, vừa quay đầu nhìn thì đó chính là ông cụ múa côn. Nhưng lúc này mặt ông ta càng giống một người khác, đó chính là tên tội phạm tiền giả hồi anh còn bé. Hóa ra ông ta luôn ẩn nấp ở gần nhà Dae Sung. Lúc này mắt Cheon Won lộ ra vẻ hung hãn, dùng dao khống chế Ahi. Dae Sung tiện tay nhặt lon đào vàng đóng hộp dưới đất lên định ném về phía đối phương. Nhìn cái lon, hồi ức lại dâng lên trong đầu Dae Sung. Năm xưa khi anh phát hiện ra lời nhắn của Cheon Won trong hộp bánh sô-cô-la. Không lâu sau, vào một đêm nọ, Cheon Won đã xuất hiện trong siêu thị tấn công mẹ anh. Sau khi phát hiện anh cầm lon đào vàng trong tay ném về phía ông ta, Cheon Won lập tức ngất xỉu, tương cà chảy không ngừng. Thế mới có chuyện sau đó. Đội trưởng Kim giúp hai mẹ con che giấu vết sốt cà chua. Có điều Cheon Won không ngờ Ahi yếu đuối trong tay lại là một cảnh sát mạnh mẽ. Một cú ném qua vai đã khống chế được ông ta. Dae Sung nghi ngờ đi tới bên cạnh Cheon Won rồi vạch tóc của ông ta ra. Anh phát hiện trên đầu Cheon Won có một vết sẹo, để chắc chắn người trước mặt chính là tên tội phạm tiền giả năm xưa. Dae Sung bắt ông ta nhắc lại câu nói lúc dùng tiền giả năm đó. Giọng điệu của hai người trùng khớp. Dae Sung chắc chắn ông ta chính là tên tội phạm năm xưa. Lúc này tới lượt Ahi nghi ngờ, bởi rõ ràng cô đã nhìn thấy Cheon Won bị Dae Sung oánh mất mạng. Thời gian quay lại lúc Dae Sung học cấp 3, đêm mà Mi Eun Suk bị bế đi. Tối hôm đó Ahi định tới tặng quà cho Dae Sung. Nhân lúc bố đang ngủ, cô trốn ra khỏi nhà. Lúc Ahi tới trước cửa kính của siêu thị, cô tận mắt nhìn thấy Dae Sung ném hộp đào trúng đầu Cheon Won, khiến ông ta chảy tương cà bất tỉnh nhân sự. Trong cơn hoảng loạn, Ahi còn làm rơi món quà ở cửa siêu thị rồi vội vàng chạy trốn. Nghe xong những lời Ahi nói, Dae Sung cũng chợt hiểu ra. Hóa ra nhân chứng mà mẹ mình lo lắng nhiều năm qua chính là cô. Dae Sung nói với Cheon Won, kể cả ông ta muốn báo thù mình cũng không nên hại khách của siêu thị. Cheon lại như không hiểu gì, hét lớn rằng mình là người có đạo đức nghề nghiệp, chỉ lừa đảo chứ không trừ khử người. Lúc Ahi và Dae Sung định giải Cheon Won về đồn cảnh sát, hai người lại đồng thời nhận được cuộc gọi. Bên mẹ anh lại phát hiện ra một nạn nhân khác. Hai người áp giải Cheon Won tới hiện trường vụ án, biết ông ta còn sống. Mi Eun Suk và đội trưởng Kim vô cùng kinh ngạc. Năm đó Dae Sung oánh ông ta bị thương. Đội trưởng Kim từng lần theo vết tương cà tới thùng rác và nhìn thấy ông ta đã hấp hối. Nhưng đội trưởng Kim không hề cứu Cheon Won mà quay người rời đi. Sau đó trấn nhỏ không hề xảy ra chuyện gì. Không ai báo rằng phát hiện thi thể.
cũng chẳng ai phát hiện ra vụ án bem người nào. Cheon-won cứ thế biến mất. Lúc ông ta đang chỉ trích đội trưởng Kim vì sao không cứu mình, Myung-sup lại hét lớn ông ta tội đáng muôn chớt. Vì sự biến mất của ông ta khiến trong lòng Dae-sung sinh ra bóng ma, sợ hãi khi không biết bao giờ Cheon-won quay lại báo thù. Vì suy nghĩ này, anh luôn trong trạng thái bất an, không thể tập trung học hành và cũng chẳng thể thuận lợi thi cử. Rõ ràng từ nhỏ Dae-sung đã là thần đồng, giờ lại trở thành một tên vô dụng, chỉ có thể làm tạp vụ ở siêu thị. Lúc này cảnh sát thành phố đến hiện trường đưa đối tượng đáng nghi đi. Lúc rời khỏi tòa nhà xảy ra vụ án, Dae-sung vô tình nhìn thấy bóng dáng một nam thanh niên đội mũ trên hành lang, nhưng anh không hề để ý mà cùng Ahi đưa mẹ về nhà. Trên đường về, Myung-sup biết Ahi chính là nhân chứng của vụ trộm người năm xưa. Bà đau lòng thay cô, còn nhỏ tuổi mà phải giấu bí mật lớn như vậy, chắc chắn Ahi rất đau khổ. Vừa nói xong cô đã bật khóc. Hóa ra sau này cô lập chí làm cảnh sát là để bảo vệ Dae-sung, tránh việc tên tội phạm kia quay lại báo thù. Myung-sup an ủi Ahi, cảm ơn sự bảo vệ âm thầm của cô. Giờ đây tên tội phạm đã lọt lưới, tảng đá lớn trong lòng Myung-sup cũng được hạ xuống. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, bà cũng không cần đi kiểm tra siêu thị nữa. Giờ đây nguy hiểm đã được giải quyết, Dae-sung cũng không cần tới siêu thị làm nữa, có thể đi làm chuyện mà mình muốn. Nhưng Dae-sung muốn làm đến nơi đến chốn, làm đủ một tháng ở siêu thị, nhân tiện đẩy doanh số cửa hàng lên. Myung-sup cười, ba người đi bên nhau cùng về nhà, nhưng hình như có ai đó đang nhìn trộm họ từ phía sau bụi cỏ. Trải qua sóng gió lần này, Ahi và Dae-sung làm lành với nhau. Dae-sung nói với Ahi, anh rất quan tâm tới vụ án mưu sát ở khu dân cư, bởi lần cuối Bo-ye-on trong vụ án tử vong đầu đến siêu thị đã mua máy giặt đồ chơi từ anh. Cô ấy còn nói với anh, trộn lẫn lượng rượu soju và bia vừa phải với nhau rồi khuấy đều sẽ cho gia vị ngon vô cùng. Đây là bí quyết mà một phụ huynh nói với cô. Dae-sung hết sức rầu rĩ. Rõ ràng một người đang sống sờ sờ ra đó sao lại gặp phải điều xui xẻo đến thế. Bên kia Ji-ung phát hiện một chiếc xe trượt scooter ở cạnh hiện trường. Kế đó anh thẩm vấn Cheon-won, gần như chứng thực được. Người treo túi mua đồ khả nghi ngoài cửa nhà Ki-ung-a chính là ông ta. Thông qua truy xuất CCTV, nói về động cơ làm việc này, Cheon-won căm phẫn cho biết, ông ta muốn báo thù mẹ con Dae-sung bằng cách tạo ra tin đồn kỳ lạ khiến siêu thị dần mất khách, nhưng nhất quyết không thừa nhận mấy thứ bẩn thỉu trong túi mua đồ. Ông ta chỉ bỏ sô-cô-la vào túi thôi, chứ không liên quan gì tới vụ án bem người. Để thoát khỏi diện bị tình nghi, Cheon-won bắt đầu bôi nhọ Dae-sung, rồi kể lại chuyện mình suýt bị Dae-sung trừ khử. Ông ta còn nói có sách mách có chứng với Ji-ung rằng, nếu đã từng bem người một lần thì về sau sẽ càng nghĩ sao là làm vậy. Nếu anh ta không tin thì cứ đưa ông ta vào ăn cơm nhà nước. Còn giả như trong thời gian đó lại xảy ra việc gì, đương nhiên ông ta sẽ được xóa bỏ tình nghi. Hôm sau đi làm, Gong-san buồn rầu nói với đồng nghiệp, bà ấy nghi ngờ phong thủy siêu thị có vấn đề. Có hai khách quen thăng thiên trong siêu thị, lần lượt được Dae-sung và mẹ anh phát hiện thi thể, lại thêm Dae-sung mãi chẳng thi đậu công chức. Điều này đủ để nói rõ trong siêu thị dày đặc điều chẳng lành. Gong-san lo siêu thị đóng cửa nhưng còn lo cho mình hơn. Bà ấy oán thán với đồng nghiệp là Ya-che, liệu mình làm việc ở siêu thị có bị dính vận xui mà có làm thế nào cũng chẳng hết được không? Trong lúc họ trò chuyện, Dae-sung ngồi im bên cạnh ăn cơm không nói năng gì. Mãi tới khi Gong-san nhắc đến việc bà ấy đã đến cục cảnh sát dò la tin tức, phía cảnh sát tạm thời chỉ có thể quy là Cheon-won theo dõi quấy rối. Nghe nói hung thủ thực sự là người khác, lúc này Dae-sung mới chấn động, chạy vọt ra khỏi siêu thị. Anh lập tức đến tìm Ahi xác nhận lại điều Gong-san vừa nói. Cô gật đầu ngầm đồng ý, bởi không có đủ chứng cứ tố cáo Cheon-won bem người về mặt pháp luật. Nếu chỉ định tội bằng những điều này, Cheon-won cũng sẽ chỉ bị phạt nhẹ. Dae-sung không thể hiểu nổi, dù là chiếc bánh sô-cô-la cạnh thi thể Bo-ye-on hay hộp đào vàng bị rơi trên đất bên cạnh thi thể Ki-ung-a đều có liên quan đến ân oán giữa anh và Cheon-won, nên chắc chắn ông ta có liên quan đến vụ án mạng. Nhưng vừa nói xong, Ahi đã nhắc nhở Dae-sung, chính bởi những nhân tố này liên quan đến anh, nên rất có thể cảnh sát sẽ liệt Dae-sung vào danh sách người bị tình nghi. Tốt nhất anh đừng nhắc tới những chuyện này nữa. Ahi vừa nói xong, Ji-ung đang xem lại trích xuất CCTV trước đó đã phát hiện vào đêm nọ. Có một bóng lưng hao hao Dae-sung đeo túi dao đổ lén lút lẻn vào trong tòa nhà Ki-ung-a ở liên kết với chiếc xe scooter. Điều này đã khiến anh ta dấy lên sự nghi ngờ. Kể từ khi nhân viên mới Sa Eun-sun đến bộ phận đồ tươi sống, cậu ấy luôn khiến các bà nội trợ đến tiệm vui vẻ vô cùng. Dựa vào bề ngoài ngoan hiền ưa nhìn và cái miệng khéo nói, không ngờ khu vực đồ tươi sống đầy mùi tanh đã thành nơi đông khách nhất siêu thị. Tất cả đồng nghiệp đều có cái nhìn khác về cậu ấy, bao gồm cả Dae-sung, nhưng không phải là vì tài lôi kéo khách của cậu ấy, mà vào hôm xảy ra vụ án, khi Dae-sung rời đi đã thấy một cậu trai đội mũ khả nghi, chính là Sa Eun-sun. Dae-sung bắt đầu kín đáo giám sát Sa Eun-sun, thì phát hiện cậu ấy rất để ý nữ khách hàng ở một mình. Anh còn tìm đọc tư liệu về Sa Eun-sun, địa chỉ nơi ở cho thấy cậu ấy ở cùng một tòa nhà với Ki-ung-a. Anh nói cho Ahi về nghi ngờ của mình với Sa Eun-sun, rồi mặc kệ cô ngăn cản mà bắt đầu tự điều tra.
Nhân lúc Sa Eung Sun làm việc, Dae Sung lấy chìa khóa lén mở tủ cất đồ của cậu ấy. Không ngờ phát hiện một túi đồ trang điểm, bên trong có một chiếc quần lót nữ. Trùng hợp là Sa Eung Sun đang quay lại lấy găng tay mổ cá mới. Dae Sung hoảng loạn lúng túng, nhưng vẫn thu dọn xong trước khi Sa Eung Sun về tới nơi, thậm chí còn lấy được thẻ quẹt cửa nhà của cậu ấy. Dae Sung vội vàng rời khỏi siêu thị, lẻn vào nhà của Sa Eung Sun. Anh phát hiện được lượng lớn đồ nữ trong tủ quần áo và rất nhiều quần tất. Trong đó có một chiếc áo khoác chính là chiếc Kyung A từng mặc vào đêm đến siêu thị khóc lóc kể lể. Dae Sung lập tức báo cho A Hee phát hiện này. Trong lúc họ đang gọi điện, Sa Eung Sun cũng đã thong thả về đến nhà. Hóa ra cậu ấy bán hết hàng sớm. Dae Sung chỉ đành cấp tốc cầm giày chạy ra ngoài bằng lối cửa sổ, cố gắng bám chặt vào tường ngoài tòa nhà như con thằn lằn. Sa Eung Sun không hề phát hiện có người đột nhập vào nhà mình, chỉ đóng cửa sổ rồi ngồi ở trong nhà. Cậu ấy lấy ra một bộ tóc giả ra, không biết đang làm gì. Nhìn thấy cảnh này ngoài kính cửa sổ, Dae Sung chỉ cảm thấy hết sức kỳ lạ. Qua điện thoại, A Hee thấy Dae Sung gặp khó khăn thì lập tức đến hỗ trợ. Cô cũng trèo lên cửa sổ. Sau đó hai người nhìn thấy Sa Eung Sun mặc quần tất, còn soi gương trải chuốt trang điểm. Dae Sung và A Hee cứ giám sát Sa Eung Sun như thế suốt buổi. Phát hiện khi trời tối cậu ấy hóa trang thành một cô gái trẻ đi ra ngoài. Hai người theo dõi nhưng lại mất dấu ở khu phố đông người. Cùng lúc đó Ya Che đang một mình đi về nhà. Cô ấy cứ thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn phía sau mình nên rất sợ hãi. Bước chân cũng nhanh hơn, cô vừa kêu lên vừa vội chạy vào nhà. Hôm sau Ya Che đi làm với tinh thần hốt hoảng, kể tối qua trên đường về nhà, có một người đàn ông bám theo cô ấy đến tận cửa nhà. Việc này khiến ai nấy đều thấy bất an. Che ông giúp thích Ya Che chủ động yêu cầu mấy hôm tới sẽ đưa cô về. Dae Sung ngờ vực nhìn Sa Eung Sun chằm chằm rồi kéo Che ông giúp vào kho lạnh, nhắc anh ta để ý lúc đưa Ya Che về. Nếu người theo dõi là Sa Eung Sun thì đừng bứt dây động rừng mà gọi cho mình trước. Dae Sung biết Che ông nhúc thích Ya Che nên tốt bụng nhắc anh ta tốt nhất đừng làm vậy. Vì dẫu sao Ya Che đã kết hôn. Lúc này tủ trưng bày của siêu thị đột nhiên nứt vỡ. Dae Sung vội chạy ra ngoài. Hóa ra là do Che On Won được thả đang lấy đá ném cửa kính siêu thị. Vừa thấy Dae Sung, ông ta đã chửi đồng lên. Chỉ trích Dae Sung lúc nhỏ không nên vạch trần, hủy hoại cuộc đời vốn vô cùng thoải mái của mình. Chẳng những vậy Che On Won còn vén tóc, để lộ vết thương trên đầu ra cho mọi người xem, nói rằng đây là chứng cứ Dae Sung từng muốn hóa vàng mình. Dae Sung và Che Ong Yuk vốn đã cố kiềm cơn giận muốn dàn xếp ổn thỏa, cho tới khi tên Che On Won nói hắn sẽ không chịu giàn hòa mà muốn phá hoại siêu thị. Cuối cùng anh đi đến trước mặt ông ta hung dữ uy hiếp, bảo ông ta đừng có quên nguồn gốc vết thương trên đầu mình và đừng bao giờ tới siêu thị nữa. Dứt lời, ánh mắt Che On Won thay đổi lập tức. Cuối cùng ông ta cũng khuyết được Dae Sung nổi giận, ép anh thừa nhận trước kia từng bem người không thành. Còn nhóm Ji Ung đợi sẵn ở đằng sau từ lâu, hóa ra đây chỉ là vở kịch của Che On Won và phía cảnh sát. Cảnh sát chính thức liệt Dae Sung vào danh sách người bị tình nghi, vì kết quả giám định cho thấy, trên túi đồ treo ở cửa nhà Bo Yeon có dấu vân tay của Dae Sung. Ji Ung đến phòng Dae Sung tìm kiếm thì phát hiện rất nhiều quần tất. Những đồ dùng của nữ giới xuất hiện trong phòng của Dae Sung rất khả nghi. Dae Sung chỉ đành giải thích, mình nghi ngờ Bo Yeon bị quần tất thít đến mất mạng, nên lấy các mẫu quần tất khác nhau để kiểm tra độ bền. Ji Ung rất khó hiểu, hỏi Dae Sung tại sao lại tự điều tra. Lúc này Myung Suk nghe nói xảy ra chuyện lập tức chạy tới, bà tức tối quát tháo đuổi Ji Ung đi. Thấy thái độ quyết liệt của Myung Suk, cảnh sát lập tức tiến hành bắt giữ khẩn cấp Dae Sung để anh không nhân cơ hội chạy trốn. Trong phòng thẩm vấn, Ji Ung lật tư liệu về Dae Sung, phát hiện anh ở một mình trong căn phòng nhỏ của siêu thị, mà thời gian chuyển vào vừa vặn là một ngày trước hôm Bo Yeon bị hại. Đồng thời Ji Ung còn thấy Dae Sung thi công chức nhiều năm nhưng vẫn thất bại thảm hại, nay còn ăn nhờ ở đậu trong siêu thị, rất có khả năng những thất bại này sẽ sinh ra tâm lý vặn vẹo. Và lại Dae Sung là con trai của chủ siêu thị, nên muốn biết thông tin khách hàng dễ như trở bàn tay. Điểm mấu chốt nhất là anh còn suýt xóa sổ Che On Won. Tất cả mọi việc hội tụ trên người Dae Sung, đúng là hình tượng hoàn hảo của một tên tội phạm bem người. Dae Sung khóc không ra nước mắt, khó mà chối cãi nổi. Cảnh sát đã hoàn toàn chắc chắn anh là thủ phạm. Dù anh có biện bạch thêm cũng chỉ là ngoan cố chống cự. Do Dae Sung bị đưa đi vì bị coi là tội nhân, nên khách nào đến mua đồ biết được cũng hoảng sợ bỏ giỏ đồ xuống chạy mất. Sự việc liên quan đến sự sống còn như vậy, dù Sa Eung Sun có tiếp tục tỏ ra dễ thương hay khoe khoang cũng chẳng giữ được khách. Bỗng chốc siêu thị vắng như chùa Bà Đanh, cứ như vậy kiểu gì cũng sẽ đóng cửa. Vì Dae Sung bị bắt khẩn cấp, mà trong thời gian ấy cảnh sát chưa xin được lệnh bắt giữ, nên chỉ đành thả Dae Sung ra. Dae Sung vừa về tới cửa siêu thị đã gặp được Seo Yun. Cô bé nói với anh cả khu đã truyền tai nhau anh là thủ phạm, có thể siêu thị sẽ phải đóng cửa. Trông thấy bóng lưng Dae Sung đi vào siêu thị, Seo Yun lẩm bẩm một mình, nhưng Dae Sung không phải hung thủ. Dae Sung lên sân thượng, bố mẹ dán đậu chúc mừng anh ra khỏi trại tạm giam. Myung Suk vẫn rất hăng hái năng nổ,
Bảo Đê Sung ăn no xong lại đi bắt Cheon Won vì bà không thể nuốt nổi cục tức này được. Đêm đến Đê Sung và mẹ đến nhà Ahi, nhóm phá án ba người bước đầu hình thành. Đê Sung nói người anh nghi ngờ là Sa Eun Sun, bởi vì trong nhà Sa Eun Sun có rất nhiều quần tất và cả chiếc áo khoác giống hệt Ki Hung A đó. Quan trọng nhất là Sa Eun Sun mặc đồ nữ nghênh ngang ra phố vào ban đêm. Những điều này đủ chứng minh cậu ta có tâm lý biến thái. Nhưng Mi Eun Suk đã phủ định hoàn toàn suy luận của con trai. Bà cho rằng suy đoán của anh quá chủ quan và có lẽ đó chỉ là trùng hợp, không thể làm chứng cứ được. Nếu đã vậy, ba người chỉ đành liệt kê ra danh sách nhân viên nội bộ siêu thị, rồi theo dõi từng người để loại trừ. Người đầu tiên bị theo dõi là Gong San và đồng nghiệp. Gong San luôn muốn lấy danh nghĩa con trai để mua một căn nhà trong khu dân cư. Nay chung cư đã xảy ra hai vụ án hại người, giá nhà ắt sẽ trượt dốc không phanh. Đây đúng là cơ hội vàng để Gong San mua nhà. Mấy hôm nay Gong San luôn nghe ngóng khắp nơi xem có ai bán nhà không. Quả nhiên bà ấy tìm được bố của Seo Yun. Hóa ra Gong San nhìn trúng nhà của Bo Yeon nên hết sức niềm nở để anh ta bán nhà cho mình. Đứng trong căn phòng này, không ngờ Gong San không hề sợ hãi, khuôn mặt toát ra niềm hân hoan vì sắp mua được nhà với giá rẻ. Điều tra Gong San xong, Đê Sung trở lại siêu thị bắt đầu nói bóng gió với Cheong-hyuk. Cheong-hyuk rất nhạy bén nên nhanh chóng nhận ra Đê Sung đang thăm dò mình. Đê Sung nhanh chóng phủ nhận, đổi chủ đề sang Gong San ngay lập tức, rồi khuyên Cheong-hyuk đừng dây vào phụ nữ có chồng. Nhưng Cheong-hyuk có vẻ vô cùng bức xúc. Hôm ấy bố Đê Sung vẫn luôn có quan hệ thân thiết với Yang Sun, kể cho Ahi và Mi Eun Suk một tin. Đó là dạo này Gong San và hội trưởng hội phụ nữ Yang Sun bất hòa. Hóa ra Yang Sun và công đoàn tái mở mang khu dân cư có lục đục, bởi bà ta phản đối tái mở mang khu dân cư. Lý do là nếu tái mở mang các chủ nhà sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Hành động của Yang Sun chẳng khác nào khiến cho thành viên công đoàn không thể nhận được tiền bồi thường. Mà Gong San lại chính là thành viên cốt cán của công đoàn. Giờ bà ấy ra sức rêu rao khắp nơi vụ án bem người trong khu dân cư, khiến giá nhà giảm xuống rồi ngang nhiên thu mua. Xem ra Gong San quả là người giỏi về tính toán lợi ích. Nhưng Đê Sung không tin có người lại ra tay tàn độc chỉ vì muốn mua nhà giá rẻ. Đối tượng tình nghi số 1 của anh vẫn là Sa Eun Sun. Lúc Đê Sung ngồi ở quầy thu ngân gọi điện cho Ahi, nói đến vấn đề Sa Eun Sun chuyển đến khu dân cư lúc nào, thì Seo Hyun đi mua đồ giúp bố tiện thể trả lời là 2 tháng trước, bởi cô bé trông thấy Sa Eun Sun và bố ký hợp đồng nhà đất. Hôm nay Seo Hyun mua rất nhiều rau, nhưng cô bé lại bảo không mua để ăn, nét mặt còn có vẻ rất thần bí. Sau khi Seo Hyun đi rồi, Đê Sung ném thẻ ra vào nhà Sa Eun Sun vào chỗ nhận đồ thất lạc, sau đó còn xem xét chiếc dép mà cô bé cầm tới lúc trước. Trùng hợp lúc này đội trưởng Kim đến siêu thị, ông nhận ra ngay đây là dép của nạn nhân. Đê Sung nói dép này do Seo Hyun nhặt được rồi để đó. Đội trưởng Kim trách Đê Sung sao không sớm giao đôi dép ra, vì đây là một vật chứng quan trọng và Seo Hyun rất có thể là người chứng kiến. Câu nói này đã nhắc nhở Đê Sung, anh nhớ lại lúc hỏi Seo Hyun ngoài dép ra còn nhìn thấy ai, cô bé lộ ra vẻ do dự, xem ra chắc chắn cô bé biết gì đó. Cuộc đối thoại giữa Đê Sung và đội trưởng Kim bị Sa Eun Sun cách đó không xa nghe được. Dường như cậu ấy có hơi để ý tới chiếc dép và Seo Hyun. Chẳng bao lâu Đê Sung phát hiện, không biết Sa Eun Sun đã rời khỏi siêu thị từ lúc nào. Anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nói với Mi Eun Suk, số kẹo màu trắng rơi vãi ở hiện trường vụ án rất có thể không phải do tên sát nhân để lại, mà là của Seo Hyun, cô bé chính là người chứng kiến vụ án. Đê Sung và Mi Eun Suk lập tức đi xung quanh tìm Seo Hyun, nhưng cô bé không có nhà. Mà Cheon-kyu cũng không biết con gái đang ở đâu. Đê Sung nhớ tới Sa Eun Sun tự dưng mất tích. Anh sợ hãi đoán rằng có khi nào cô bé đã bị cậu ấy đưa đi mất. Đê Sung lấy lại thẻ ra vào nhà Sa Eun Sun ở chỗ nhận đồ thất lạc rồi lao đi như điên. Lúc anh đang cuống quýt quẹt thẻ, không ngờ Sa Eun Sun lại chủ động mở cửa. Hóa ra cậu ấy đã biết Đê Sung trộm thẻ của mình từ lâu. Hơn nữa hôm qua anh còn tới nhà mình. Chỉ là lúc này Đê Sung chẳng có lòng dạ nào để lằng nhằng với cậu ấy. Anh hấp tấp xông vào trong nhà tìm Seo Hyun, rồi còn xô sát với Sa Eun Sun. Đúng lúc quan trọng Mi Eun Suk chạy tới, dùng dùi cui điện làm Sa Eun Sun ngất xỉu. Khi cậu ấy tỉnh lại thì đã bị buộc vào ghế. Đê Sung hỏi tại sao trong nhà cậu ấy có áo khoác của Ki Hung A. Cậu ấy có phải là kẻ bem người không? Sa Eun Sun giải thích áo khoác là Ki Hung A tặng cậu ấy. Ki Hung A là người bạn duy nhất của Sa Eun Sun. Trước đó cậu ấy ăn mặc như con gái cũng là để đi mua đồ cùng cô ấy, để cô không phải một mình rồi lo sợ nữa. Nói xong Sa Eun Sun bảo Đê Sung mở ngăn kéo dưới giường mình ra. Bên trong có kết quả chẩn đoán của cậu ấy. Hóa ra Sa Eun Sun là người chuyển giới. Nội tâm cậu ấy là một cô gái. Vì chuyện này mà cậu ấy luôn bị kỳ thị trong suốt quá trình trưởng thành. Nhưng giờ cũng không thể vì cậu ấy thích mặc đồ nữ mà mọi người coi cậu ấy là tội phạm bem người được. Đê Sung và Mi Eun Suk liên tục xin lỗi. Sau đó mới nhớ tới chuyện tìm Seo Hyun. Lúc này Seo Hyun đang nằm trong một căn phòng, khóc lóc cầu xin người trước mặt tha thứ cho mình. Sau đó Seo Hyun đang chạy thục mạng, dường như đang chạy trốn khỏi ai đó. Chẳng mấy chốc cô bé thành thạo chui vào trong một đống rác mà bố cô bé đang tìm kiếm con gái.
trên mặt hắn có vết tương ca. Seo-hyun có vẻ rất sợ hãi. Đợi đến khi bình tĩnh lại, cô bé lật một cái thùng nhỏ ra, lại phát hiện điện thoại mình giấu trong đó không cánh mà bay. Lúc này Cheon-won đi tới lấy chiếc điện thoại đó ra. Ban ngày Sa-eung-sun tìm thấy Seo-hyun, muốn xác nhận cô bé có phải người chứng kiến vụ án kia hay không. Nhưng cô bé không đáp, mà quay sang nhìn người bố đang làm việc ở công ty bất động sản. Sa-eung-sun tiếp tục truy hỏi. Seo-hyun nói thẳng không nhìn thấy tội phạm. Sa-eung-sun thấy Seo-hyun có ý giấu giếm, muốn dẫn cô bé tới nói thật mọi chuyện với bố. Nghe vậy Seo-hyun xoay người chạy tới căn cứ bí mật của mình ở đống rác. Cheon-won phát hiện căn cứ bí mật của Seo-hyun, ông ta nên tò mò cũng chui vào đó và tìm thấy điện thoại. Ông ta lật xem rồi hí hửng vì tìm được của quý. Lúc ông ta leo ra khỏi đống rác, vừa hay bị Yang-sun trông thấy. Bà ta nhổ nước bọt khinh thường. Chính vì trong khu dân cư có con sâu mọt như ông ta nên mới ngày càng đi xuống. Lúc này Yang-sun lại trông thấy Cheon-won đang cố ý giơ cao điện thoại không trả lại cho Seo-hyun, lớn đầu rồi còn bắt nạt trẻ con. Yang-sun bỗng giận đùng đùng, nhặt đồ dưới đất ném vào gáy ông ta. Ông ta bị chọc giận nên chuyển hướng chú ý. Nhân lúc này Seo-hyun nhanh chóng giật lấy điện thoại rồi trốn sau lưng Yang-sun. Yang-sun cố ý vỗ đập xe dưới tòa nhà để tạo tiếng động rồi đổ cho Cheon-won làm. Có một chủ xe nóng nảy nhanh chóng chạy xuống, tẩn cho Cheon-won một trận. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi dẫn ông ta đi. Lúc này Dae-sung và Mi-eun-suk cũng tới nơi. Cả hai vừa muốn hỏi Seo-hyun vài câu, cô bé đã bị bố vội vàng bế về. Hai mẹ con Dae-sung ngược xuôi cả tối chỉ đành quay về siêu thị. Ah-hi và đội trưởng Kim cũng đi theo. Dae-sung ăn khuya được vài miếng xong, khẳng định người ra tay không phải Cheon-won. Anh để ý Seo-hyun không đi dép, như thể vội vàng chạy trốn khỏi nơi nào đó. Nếu Cheon-won chôm người rồi lại để cô bé chạy mất, chắc chắn sẽ không để người khác thấy họ ở cạnh nhau. Nghe vậy đội trưởng Kim hành động ngay. Ông tới nhà Cheon-won tìm dép của Seo-hyun nhưng chẳng tìm được gì. Đội trưởng Kim nghiêm túc cảnh cáo ông ta, nếu không phải hung thủ thì đừng có gây sóng gió nữa mà hãy sống yên phận đi. Dae-sung không thể tự hỏi Seo-hyun về việc chứng kiến vụ án, chỉ đành ủy thác cho bố cô bé hỏi thay. Cho đến khuya mẹ con Dae-sung mới nhận được điện thoại của Cheon-kyu, nhưng anh ta lại trả lời Seo-hyun không phải người chứng kiến vụ án. Dae-sung không hề tin câu trả lời này, anh nghe điện thoại rồi cất giọng hỏi Seo-hyun tại sao không đi dép. Cheon-kyu liền giải thích, vì ban ngày con bé bị các bạn bắt nạt và cũng mất dép. Nói xong vội vã cúp máy. Lúc này Seo-hyun tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng, miệng còn gọi chị ơi không được. Thấy Seo-hyun tỉnh lại, Cheon-kyu mới hỏi có phải cô bé đã nhìn thấy cái gì không. Nhưng Seo-hyun không trả lời. Bố dặn Seo-hyun đừng đi siêu thị một mình, cũng đừng trò chuyện với Dae-sung ở siêu thị. Nếu bị Dae-sung hỏi gì thì phải nói với bố. Seo-hyun gật đầu nghe theo. Đêm khuya Dae-sung và Ah-hi ngồi bên bếp lửa trên sân thượng. Theo hiểu biết của Dae-sung về Seo-hyun thì cô bé hay tò mò và cũng rất thông minh. Seo-hyun giỏi ăn nói nhưng chưa bao giờ nói ra nỗi lòng mình, là một cô bé có nội tâm phức tạp. Ah-hi cũng rất xúc động, với kinh nghiệm nghề nghiệp của cô, sau khi nhìn thấy thi thể lần đầu tiên, trong lòng sẽ nổi sóng. Nếu Seo-hyun cũng từng thấy thi thể, vậy thì cô bé thể hiện quá mức bình thường. Một ngày lại qua đi, hôm nay đi làm Dae-sung vẫn thấy áy náy với Sa-eung-sun, anh cứ lởn vởn quanh khu đồ tươi sống, còn định hôm nào đó rủ Cheon-myuk cùng mời mọi người uống vài ly. Sa-eung-sun nhìn Cheon-myuk, ánh mắt hơi phức tạp. Nhân lúc Cheon-myuk vào kho, cậu ấy lặng lẽ kéo Dae-sung đi ra một chỗ. Cậu nói với Dae-sung tình cảm Cheon-myuk dành cho Ya-che hình như hơi cố chấp. Mỗi lần nhìn thấy Ya-che nói chuyện vui vẻ với khách hàng nam, anh ta lại hơi lộ ra chút kích động hung ác. Là bạn thân lâu năm của Cheon-myuk, Dae-sung lại chẳng thấy có gì to tát. Có những người dễ dàng ghen tuông trong tình cảm, nhưng Sa-eung-sun vẫn nhắc nhở Dae-sung. Trong số các nhân viên siêu thị thì Cheon-myuk hay giúp chị gái mua giấy vệ sinh và quần tất. Có những manh mối này hỗ trợ, không nên phủ nhận hiểm nghi đối với anh ta một cách võ đoán. Lơ là một chút, Ya-che có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dae-sung thấy Sa-eung-sun nói có lý. Anh đến bên Cheon-myuk đề nghị tối tan làm thì cùng anh ta đưa Ya-che về nhà. Nhưng đề nghị này lập tức bị Cheon-myuk bác bỏ. Sau khi tan làm Dae-sung chỉ đành lặng lẽ đi theo sau Cheon-myuk và Ya-che, âm thầm quan sát hành động của hai người. Cheon-myuk đúng là một sứ giả hộ họa uy tín. Mắt anh ta chẳng che đậy được sự yêu thích với Ya-che. Trước khi tạm biệt Ya-che, Cheon-myuk nắm chặt tay cô, hình như có điều muốn nói, nhưng Ya-che rất kháng cự, ra sức hất tay Cheon-myuk ra, bảo anh ta về sau này không cần đưa mình về nhà nữa. Cheon-myuk bị từ chối chậm gì gì xoay người rời đi, nhưng trong mắt dần xuất hiện sự hận thù. Anh ta quay đầu lại nhìn chằm chằm nhà Ya-che. Lúc sau một người thần bí đội mũ trùm đầu đến trước cửa nhà Ya-che, hắn ấn mật khẩu khóa cửa, rồi còn cắm dao vào khe cửa. Ya-che ở trong phòng sợ hãi, cô đẩy tủ chặn cửa rồi run lẩy bẩy gọi điện báo cảnh sát. Ah-hi và đội trưởng Kim nhanh chóng đến nhà Ya-che. Ah-hi phát hiện chỉ có mình Ya-che thì hỏi chồng cô đi đâu. Ya-che chỉ đáp chồng ra nước ngoài làm ăn. Khi Ah-hi vẫn muốn hỏi tiếp thì lại bị đội trưởng Kim ngăn lại.
Dường như ông biết ẩn tình gì đó khó nói. Daesung gọi điện thoại cho Jae-myuk nhưng đối phương không nghe. Lúc này Jae-myuk đang ngồi trong nhà vẽ tranh bạo lực với vẻ mặt hết sức hung ác. Hôm sau, Ya-che lo sợ mình bị tên hung thủ kia để ý nên xin thôi việc. Nghĩ cho sự an toàn của Ya-che nên Mi-eung-suk đồng ý. Jae-myuk thấy Ya-che sắp đi thì vội muốn nói chuyện với cô, nhưng lại bị Mi-eung-suk ngáng chân ngã ra sàn, rồi cảnh cáo anh ta tập trung vào công việc, đừng có làm phiền Ya-che nữa. Thế là Jae-myuk chỉ đành bực bội ra ngoài hút thuốc. Lúc này Daesung đi tới, dặn anh ta tan làm thì lên sân thượng tổ chức tiệc chào mừng Sa-eung-sun. Lúc Daesung sắp đi, Jae-myuk hỏi anh có nhìn thấy tập vẽ của mình không? Daesung nghĩ ngợi một chút, anh không có ấn tượng với tập vẽ đó. Hôm đó Yang-sun đến nhà dân kiểm tra, phát hiện có một nhà không ai ở nhưng công tơ điện vẫn hoạt động. Bà ta ngó vào xem xét lại phát hiện cửa không khóa nên đi vào trong. Cạnh đó Jae-won thò đầu ra, rời khỏi căn phòng sau khi hội trưởng đóng cửa. Căn phòng này chẳng có gì hết ngoài chiếc tủ lạnh lớn chướng mắt. Yang-sun mở một trong hai cánh cửa tủ lạnh ra, lập tức sợ há hốc miệng. Khi bà ta định hét lên thì bị một bàn tay bịt miệng kéo đi. Lúc chuẩn bị tan làm, bố Daesung đẩy một chiếc máy gắp thú bông về siêu thị, rồi hô to mình đã tìm được đồ kiếm tiền. Mi-eung-suk bất lực, chắc chắn người chồng ngây thơ lại bị lừa rồi. Cùng lúc đó Seo-hyun cũng tới siêu thị. Cô bé vốn muốn giấu điện thoại ở chỗ nhận đồ thất lạc trong siêu thị, nhưng trông thấy máy gắp thú bông thì trong cái khó ló cái khôn. Cô bé nhét điện thoại vào trong một con gấu bông rồi ném vào trong máy gắp. Sau khi tan làm Sa-eung-sun lên sân thượng đầu tiên, cậu ấy kể với Daesung và A-hi về ba án tích ăn trộm trước của mình. Thực ra người báo án ba lần đều là người nhà cậu ấy. Sa-eung-sun muốn rời khỏi nhà đi phẫu thuật chuyển giới nên lấy tiền trong nhà đi, coi đó như tiền làm thêm giúp bố mẹ bấy lâu của mình. Ai ngờ bố mẹ lại báo cảnh sát bắt cậu ấy, còn đưa cậu ấy vào trại giáo dưỡng và viện tâm thần, khiến cậu ấy chịu đủ dày vò. Daesung và A-hi nghe xong hết sức xót xa cho Sa-eung-sun. A-hi chẳng những không cảm thấy cậu ấy có gì khác biệt, mà còn nổi hứng hỏi về vấn đề trang điểm. Lúc này An-ba không mời tự tới, cô ấy cầm theo hai hộp thịt mà Jae-myuk gói sẵn. An-ba là người ít nói, vừa ngồi xuống đã bắt đầu ăn thịt. A-hi mở túi ra, phát hiện chỉ có hai hộp thịt thì hoàn toàn không đủ. Cô bảo Daesung gọi điện cho Jae-myuk bảo anh ta mang thêm một ít, nhưng Daesung gọi điện thoại mãi vẫn chẳng thấy Jae-myuk nghe máy. Tuy Daesung cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn tiếp tục ăn uống. Chỉ một lúc sau A-hi đã uống say. Daesung vội vàng đỡ cô vào phòng vệ sinh trong nhà. Chính vào lúc này Daesung phát hiện một cuốn sổ phác thảo trên bàn. Bên trong đó toàn là những hình ảnh hại não. Ngoài ra còn có cả chân dung của Ya-che. Vừa nhìn đã biết đây chính là cuốn sổ mà Jae-myuk bị mất. Daesung chưa kịp nghĩ gì, Mi-eung-suk đã đeo thùng giao hàng đi vào. Bà bảo anh đi giao hàng một chuyến. Daesung chỉ đành đeo thùng giao hàng lên rồi đi đến tòa chung cư. Cùng lúc đó Yang-sun chạy ra khỏi nhà, chạy lung tung như ruồi không đầu. Trong lúc tụ tập ăn uống Daesung bị mẹ bắt đi giao hàng. Trong khu dân cư anh và Yang-sun bị rơi từ trên cao xuống lướt qua nhau. Lúc Daesung rời đi, Gong-san từ nơi xa đi tới. Bà ấy ngửi thấy trong đám cỏ có mùi lạ. Vì tò mò nên Gong-san đi tới phía trước xem. Thương tích khủng khiếp trên người Yang-sun khiến người ta thấy mà sợ. Gong-san run rẩy gọi điện báo cảnh sát. Buổi tụ tập ăn uống kết thúc, Daesung đưa A-hi về nhà. Chỉ thấy xe cứu thương lướt nhanh qua. Tiếng còi khiến A-hi lập tức tỉnh táo lại. Cô chạy theo xe cứu thương về phía khu dân cư. Quả nhiên họ thấy Ji-ung đang ở đây. Qua lục soát, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc súng bắn keo trên hành lang của một tầng nào đó. Họ đoán rằng rất có thể đây là hung khí khiến mắt Yang-sun bị thương. Ji-ung dẫn người lên tầng, gõ cửa căn phòng trống mà Yang-sun đi vào. Lúc này Jae-won chủ động đi từ phòng bên cạnh ra, nói rằng trong đó vốn chẳng có ai ở. Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, hơn nữa còn ở gần hiện trường vụ án như vậy, Ji-ung không thể không nghi ngờ. Đương nhiên Jae-won cũng nhìn ra suy nghĩ của Ji-ung, nhưng ông ta không hề hoang mang. Trái lại còn chủ động nói bản thân có thể tự chứng minh trong sạch. Tối đó Daesung gặp ác mộng, một mình anh ở trong siêu thị u tối. Những món hàng liên quan tới Jae-won và người bị hóa vàng đều đồng thời tới báo thù anh. Đôi dép màu hồng đi về phía Daesung, chiếc quần tất thì quấn chặt lấy cổ anh. Trong lúc sợ hãi Daesung đột nhiên tỉnh dậy. Vừa mở mắt anh đã thấy Jae-myuk đang cầm súng bắn keo chĩa về phía mình. Trong cơn hoảng loạn anh khiến anh ta bị thương ở cằm. Đối phương chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực. Hóa ra sáng sớm Jae-myuk đã lên sân thượng, giúp Daesung thu dọn bãi chiến trường của ngày hôm qua. Anh ta còn giúp anh sửa lại cửa phòng. Daesung hơi áy náy nhưng anh vẫn không hết nghi ngờ, hỏi vì sao hôm qua Jae-myuk không tới tham gia. Anh ta chỉ đáp rằng tối qua tâm trạng không tốt nên ở nhà cả buổi tối. Hôm nay lúc đi làm, anh ta có vẻ khá bất an, lúc nào cũng để ý tới tin nhắn trong điện thoại. Hóa ra hôm nay Ya-che không đi làm, Jae-myuk luôn muốn liên lạc với cô ấy. Còn Mi-eung-suk và An-ba vừa làm việc vừa thảo luận về quan hệ giữa Jae-myuk và Ya-che. Lúc này Gong-san đi tới, nói cho mọi người biết tin Yang-sun rơi từ trên cao xuống. Trước khi bà ta rơi xuống còn bị đối xử một cách tàn nhẫn, mắt thì bị súng bắn keo làm bỏng.
Lời của Gong San khiến Miêng Súc lo lắng cho Ya Chê hơn. Nhân lúc rảnh rỗi, bà tới nhà cô ấy đưa một số nhu yếu phẩm hàng ngày. Miêng Súc bảo Ya Chê rằng nếu cần gì thì cứ nói với mình, bà sẽ đưa tới cho. Bà còn dặn Ya Chê cố gắng đừng ra khỏi nhà. Trong lúc nói chuyện với Miêng Súc, điện thoại của Ya Chê không ngừng đổ chuông. Sau khi tiễn Miêng Súc đi, cô ấy mới nghe điện thoại. Cô ấy nói với đối phương hãy chọn một nơi đông người để gặp mặt. Từ khi bố Đê Sung chuyển máy gắp gấu bông tới, Seo Hyun rất hay tới chơi. Nhưng mục đích của cô bé không phải để gắp gấu bông, mà là để canh chừng con gấu bông có chứa điện thoại không bị ai gắp được. Siêu thị vẫn hoạt động bình thường. Lúc này Ji Ung đột nhiên đi vào bảo Đê Sung tới đồn cảnh sát một chuyến. Hóa ra anh ta nhận được trình báo. Có người nói đã gặp Đê Sung ở hiện trường vụ án vào tối qua. Thời gian mà anh xuất hiện gần trùng khớp với lúc Yang Sun rơi từ trên cao xuống. Đê Sung thừa nhận điều này. Tối qua anh có tới khu dân cư, nhưng anh đến chỉ đến đó để giao hàng mà thôi. Trừ thời gian giao hàng ngắn ngủi, cả tối qua anh đều ở trên sân thượng tụ tập ăn uống. Có rất nhiều người có thể làm chứng. Lý do của Đê Sung có vẻ rất hợp lý, nhưng Ji Ung vẫn cố ý làm khó. Anh ta nghi ngờ trong lúc Đê Sung giao hàng có đem theo súng bắn keo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi gặp Yang Sun, anh đã dùng súng bắn keo làm mắt bà ta bị bỏng, rồi đẩy bà ta từ trên cao xuống. Là một cảnh sát chuyên nghiệp mà lại lập luận hồ đồ thế này, ngay cả An Ba và Sa Eun Sun cũng cảm thấy lố bịch. Bọn họ người thì cầm dao mổ cá, người thì đẩy xe mua sắm, ra lệnh đuổi khách với Ji Ung. Cuối cùng Đê Sung vẫn thỏa hiệp. Anh cho rằng cây ngay không sợ chết đứng. Thế là lập tức cởi đồng phục ra đi với Ji Ung. Trước khi đi, Seo Hyun huých vào Ji Ung và nhìn Đê Sung nhưng không nói gì. Sau đó cô bé lại chọn mua vài thứ trong siêu thị. Lúc trả tiền, cô bé vô tình để bố Đê Sung nhìn thấy vết thương trên cánh tay. Ông vốn muốn giúp cô bé xử lý vết thương, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Seo Hyun chạy mất. Cô bé vội vã chạy đến văn phòng làm việc của bố, nói với anh ta rằng Đê Sung đã bị cảnh sát bắt vì có nhân chứng trình báo Đê Sung là người làm hại Yang Sun. Nghe xong những lời Seo Hyun nói, Cheon Kyu như có điều suy nghĩ. Lúc này Đê Sung đang ngồi trong đồn cảnh sát, chẳng mấy chốc người tố cáo anh cũng xuất hiện, đó chính là Cheon Won. Hôm sau, Cheon Nhúc xin Miêng Súp được tan làm sớm. Hình như anh ta có việc rất gấp cần rời đi. Nhưng Miêng Súp vừa đồng ý thì nhận được cuộc gọi từ Ahi. Cô nói với Miêng Súp tối qua Cheon Nhúc không tham gia tụ tập ăn uống, nhà Ya Chê lại bị người ta đột nhập, vì thế anh ta rất đáng nghi. Cô bảo bà hãy để ý tới anh ta một chút. Sau khi cúp điện thoại, Miêng Súp nói dối rằng mình vừa nhận đơn đặt hàng của trường mầm non, bảo anh ta hãy làm 30 phần sườn lợn. Nghe thế, Cheon Nhúc chỉ đành tăng ca đập sườn lợn. Nhân lúc anh ta đang bận làm việc, Miêng Súp kéo Sa Eun Sun sang bên cạnh. Bà bảo cậu ấy lén lút đi theo Cheon Nhúc xem anh ta đi đâu và làm gì. Sa Eun Sun lập tức hóa trang thành một thiếu nữ xinh đẹp. Sau khi Cheon Nhúc vội vàng giao sườn lợn xong, cậu ấy bước vội theo sau anh ta, vừa đi vừa báo cáo tình hình với Miêng Súc. Nơi mà Cheon Nhúc đi tới chính là chung cư nhà Ya Chê, nhưng chính vào hôm nay Ya Chê đã thu dọn xong hành lý, tới nơi hẹn gặp với người thần bí vào hôm qua. Nhưng kỳ lạ là khi Ya Chê gọi điện thoại lại cho đối phương thì chẳng có ai nghe máy. Lúc Sa Eun Sun theo dõi không cẩn thận bị ngã, khi cậu ấy ngẩng đầu lên thì Cheon Nhúc đã biến mất. Nhưng sau đó Sa Eun Sun vô tình thấy cảnh Ya Chê kéo hành lý về nhà. Cậu ấy lập tức gọi điện thoại cho Miêng Súc, thông báo rằng mình đã mất dấu Cheon Nhúc. Đồng thời nhìn thấy Ya Chê đi ra ngoài giờ đã về. Sau khi cô ấy về nhà lập tức khóa chặt cửa lại. Nhưng Ya Chê vừa mở cửa phòng tắm ra thì lại bị một lực kéo cực mạnh lôi vào trong. Tiếp đó tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Không lâu sau, Ahi nhận được thông báo của Miêng Súc vội vàng đi tới tòa nhà Ya Chê ở. Trước khi cô tới, Cheon Nhúc đã đến trước cửa nhà Ya Chê, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong. Anh ta lập tức kéo cửa sổ ra, vào trong nhà solo với một người đàn ông lạ mặt. Đến tận khi Ahi tới khống chế hai người, họ mới biết người đàn ông tấn công Ya Chê là chồng cũ của cô ấy. Hóa ra Cheon Nhúc phát hiện ra Ya Chê luôn bị chồng bắt nạt, vì thế cô ấy đã ly hôn cách đây không lâu. Cheon Nhúc muốn bảo vệ Ya Chê, chỉ trách anh ta quá nóng vội nên mới khiến người xung quanh hiểu nhầm. Nhìn dáng vẻ vênh váo của tên chồng cũ, Sa Eun Sun nghi ngờ vụ án sát hại Kyung A trong khu phố lần trước cũng là anh ta làm. Nhưng hộ chiếu của Mi Eun Su chứng minh anh ta mới từ nước ngoài về vào mấy ngày trước, thế nên anh ta vốn không có thời gian gây án. Cùng lúc đó, Đê Sung vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì thấy Gong San đeo một cái túi lớn chạy điên cuồng trên phố. Đê Sung cảm thấy có chuyện không ổn, lập tức bám theo bà ấy. Nơi mà Gong San tới chính là bệnh viện. Yang Sun bị thương được sắp xếp ở trong phòng bệnh riêng, trước cửa phòng bệnh còn có cảnh sát canh chừng. Gong San nói một hồi mới thuyết phục được cảnh sát cho bà ấy vào trong phòng bệnh. Gong San để một món quà có dán ghi chú ở đầu giường. Sau đó bà ấy lấy một chai thuốc tẩy từ trong túi ra, mở nắp bình và đặt dưới mũi Yang Sun, hỏi bà ta có nhớ mùi này không. Tối qua sau khi bà ta rơi xuống trên người có tỏa ra mùi này, hóa ra hôm nay lúc xếp hàng trong siêu thị, Gong San phát hiện ra loại thuốc tẩy này, bà ấy rất nhạy bén với mùi. Tối qua lúc phát hiện ra Yang Sun,
Bà ấy nhớ rõ trên người bà ta có tỏa ra mùi này, vì vậy bà ấy mới vội vàng chạy tới bệnh viện. Tuy Yang Sun bị thương nghiêm trọng có thể phản ứng lại, nhưng không thể biểu đạt một cách lưu loát. Lúc sau Gong San còn chưa lấy được đáp án đã bị Dae Sung kéo đi, nhưng bà ấy không dừng lại. Lúc đi qua quầy lễ tân, cái tính buồn chuyện của bà ấy lại nổi lên. Gong San gặp một người quen làm hộ lý, thế là nghe ngóng tình huống của mẹ Seo Hyun, là một người biết rõ nhiều chuyện trong bệnh viện. Hộ lý nói với Gong San rằng người phụ nữ này chưa từng nằm viện. Sau khi nói xong, bà ấy còn thở dài, bị chồng vùi dập trong thời gian dài quả thật sẽ bị bệnh. Câu này thu hút sự chú ý của Dae Sung, thế là anh không ngừng truy hỏi Gong San. Lúc này anh mới biết hóa ra mẹ của Seo Hyun là người Việt Nam. Lúc trước cô ấy thường xuyên bị chồng đối xử không công bằng. Vì nghề tay trái của Gong San là bán mỹ phẩm, nên Cheon Kyu thường xuyên mua kem che khuyết điểm ở chỗ bà ấy. Vừa nghĩ đã biết là để che những vết thương trên người vợ mình. Đêm khuya Dae Sung quay về siêu thị, bố nói với anh ban ngày Seo Hyun có mua đồ ở đây, trả tiền rồi nhưng lại không cầm đồ đi. Dae Sung nghĩ một lúc rồi chủ động cầm đồ đi giao cho Seo Hyun. Lúc này cô bé đang ở văn phòng bất động sản chờ bố. Hai người nói chuyện phiếm với nhau, nghe Dae Sung được cảnh sát thả ra, Seo Hyun nói thẳng rằng cô bé biết anh không phải người làm chuyện đó. Lúc này Seo Hyun bổ nhào về phía bố mình, Cheon Kyu ôm lấy con hỏi Dae Sung vì sao lại làm vậy với một đứa trẻ con. Cheon Kyu nghiêm túc cảnh cáo Dae Sung đừng có tiếp cận con gái mình, nhưng Dae Sung không hề từ bỏ. Anh bảo Seo Hyun hãy dũng cảm nói ra, mọi người sẽ bảo vệ cô bé. Mi Eun Sup và đám Sa Eun Sun cũng chạy tới đây, sốt ruột nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng Seo Hyun đã phủ nhận suy đoán này, sau đó cô bé đi theo bố vào trong văn phòng bất động sản. Mấy người quay về siêu thị, nhìn thấy Cheon Won và bố Dae Sung đang chẳng nhau. Hóa ra tối nay Cheon Won lại đến siêu thị loan tin Dae Sung phạm tội, dọa tất cả các khách hàng chạy hết. Bố Dae Sung không nhìn được nữa mới đọ sức với ông ta. Cheon Won thấy người của siêu thị đã quay lại, tình thế không ổn thì lập tức chạy đi. Bố Dae Sung lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương làm nũng với mẹ anh. Sau khi bình tĩnh lại, bố Dae Sung mới chú ý tới Sa Eun Sun ăn mặc quyến rũ. Ông hỏi tối nay mọi người đã làm những gì. Sa Eun Sun đáp họ đã bắt được tên quấy rối Ya Chae. Dae Sung bắt đầu khoa tay múa chân miêu tả cho mọi người thấy hôm nay bản thân đã đi theo Gong San như thế nào. Anh phát hiện ra bà ấy có những hành động rất kỳ lạ. Lúc này Gong San đang đeo một chiếc túi to, lén lén lút lút đi trên phố. Lúc bà ấy rẽ vào một con hẻm trông có vẻ rất sợ sệt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Nhưng Gong San vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đêm ấy có hai hành động hung ác đang diễn ra. Trong nhà Seo Hyun, Seo Cheon Kyu đang thu dọn hành lý, muốn cắt đứt ý định đến chỗ mẹ của Seo Hyun. Đồng thời anh ta cũng nổi nóng vì Seo Hyun làm mất điện thoại, mà chiếc điện thoại đó thuộc về mẹ Seo Hyun. Trong nhà Cheon Won phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ông ta vẫy vùng chạy ra khỏi căn phòng nhưng rồi lại bị người ta lôi trở vào. Sáng ngày hôm sau, Gong San cầm một xấp giấy thông báo tìm chó dán lên cửa siêu thị. Trên đó viết nếu ai tìm thấy chú chó sẽ được trả 1 triệu won. Dán xong, Gong San đi vào siêu thị hô hào mọi người cùng tìm chó. Nhưng với hiểu biết của Dae Sung về Gong San, nếu người ích kỷ tham lam như bà ấy mà vì kiếm tiền, thì chẳng đời nào chịu sẻ chia với mọi người như vậy, mà sẽ xé sạch thông báo tìm chó trong khu dân cư rồi một mình đi tìm. Nhân lúc Gong San để túi lại đi ra ngoài, mọi người đều vây quanh cái túi lục lọi, nhưng bên trong chỉ có chút đồ ăn và đồ dùng hàng ngày. Cho đến khi Gong San quay lại mọi người mới tản ra, cơ mà vẫn chưa bắt đầu làm việc. Gong San đã chạy tới trước mặt Mi Eun Sup kể khổ rằng mình không khỏe, nên muốn xin nghỉ. Chưa đợi Mi Eun Sup đồng ý, bà ấy đã cắp túi xông như bay ra khỏi siêu thị. Mi Eun Sup ra hiệu bằng mắt cho con trai, anh lập tức cởi đồng phục bám theo Gong San. Bên kia A Hi đến một khu thương mại, không cho người đàn ông nói gì đã bắt lấy ngay. Hóa ra chủ của chú chó cũng báo cảnh sát, nói là bạn trai cũ đã dẫn chó đi mất. Jun Ho kêu oan, rồi còn trách móc cảnh sát khu dân cư rảnh rỗi, thì sao không đi xử lý vụ án mà lại đi tìm chó. Nhưng A Hi đến bắt anh ta thì tức là đã có chuẩn bị đầy đủ. Cô đã kiểm tra CCTV các nút giao và phát hiện cảnh Jun Ho bóp cổ chú chó. Sau khi bị vạch trần hành vi phạm tội, Jun Ho hổn hển gào lên đúng là mình đã đưa chú chó đi. Nhưng đi đến nửa đường thì bị một bà thím mập đụng ngã, chú chó đã chạy mất. Vào lúc đó, bà Gong San mà Jun Ho nói chính là Gong San trong siêu thị. Mi Eun Sup nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại vắt óc suy nghĩ. Hóa ra trong lúc lục túi của Gong San, An Ba đã chụp lại quyển sổ của bà ấy. Bên trong ghi chép thông tin bán đồ trang điểm của bà ấy, trong đó có tên vài khách hàng được đánh dấu sao phía sau, đặc biệt còn có một khách hàng được tích 2 sao. Mi Eun Sup nhanh trí tìm kiếm trong hệ thống hội viên của siêu thị. Cuối cùng bà phát hiện ra những khách hàng được đánh dấu đều là nữ giới ở một mình. Điều này khiến bà lo lắng, lập tức đứng dậy đi tìm vị khách được đánh 2 sao. Sau đó bà phát hiện vị khách được tích 2 sao chính là cô gái bị mất chó. Hai người chưa nói được mấy câu, Dae Sung và Gong San ở không xa cũng đuổi nhau chạy tới. Hóa ra lúc Dae Sung theo dõi Gong San, thế nào lại tìm được chú chó. Gong San không lằng nhằng cướp lấy chú chó, rồi chạy như bay đi trả cho cô gái kia.
Đề Sung vốn tưởng Gong San muốn tranh tiền thưởng với mình, nhưng trông bà ấy chẳng như có ý muốn lấy tiền gì cả, mà còn dặn dò cô gái mau về nhà, đừng để bị bạn trai cũ quấy rối nữa. Đề Sung và mẹ ngơ ngác nhìn nhau, lẽ nào trước giờ họ vẫn luôn hiểu lầm Gong San, thấy vẻ mặt cảm kích Gong San của cô gái. Cuối cùng Đề Sung và mẹ cũng chắc chắn là Gong San đang bảo vệ các cô gái này. Ngoài ra Gong San còn đưa các cô gái ở một mình về nhà khi họ về muộn. Trên đường trở về bà ta giải thích, tích sao ở trong quyển sổ là để đánh dấu những cô gái ở một mình cần bảo vệ. Biết chuyện Đề Sung và Miên Xúc đang nghi ngờ mình, Gong San vừa cười vừa xoay tròn. Tuy Gong San yêu tiền như mạng sống, nhọc lòng tính toán mua nhà của người bị hại với giá rẻ, nhưng điều này không có mâu thuẫn gì với đạo đức lương tâm của bà ấy. Kẻ đáng bị đóng hòm là tên tội phạm bem người kia. Nói xong Gong San cung cấp một manh mối, đó là lúc Yang Sun rơi từ trên cao xuống, trên người bà ta có mùi nước tẩy rửa. Đề Sung mang theo thắc mắc này đi hỏi A-hi. A-hi suy đoán mùi của nước tẩy rửa rất có thể sau khi Yang Sun hôn mê, bị nhốt vào trong không gian nhỏ hẹp, dẫn đến mùi còn sót lại trên cơ thể. Hôm ấy Cheon Kyu kéo vali vào siêu thị mua đồ, Gong San thấy Cheon Kyu như chuẩn bị đi xa lập tức tiến tới bắt chuyện. Cheon Kyu thẳng thắn nói, bệnh tình của vợ không ổn định nên phải đi trông mấy ngày. Đề Sung hỏi vậy Seo Hyun thì làm thế nào? Anh ta cảnh cáo Đề Sung lần nữa. Seo Hyun đã được đưa đến nhà bà nội. Đề Sung đừng tiếp cận cô bé nữa. Nhưng Đề Sung lại trách móc anh ta sợ việc Quýnh còn bị lộ nên mới chạy trốn. Nếu đi thăm vợ thật thì nói tên bệnh viện ra để Đề Sung cũng đi thăm bệnh xem. Cheon Kyu bị chọc giận nói ngay tên bệnh viện ra. Đó là bệnh viện Đề Sung và Gong San từng đi hỏi thăm. Nhưng rõ ràng y tá đã nói bệnh viện không có bệnh nhân nào là mẹ Seo Hyun. Ba người không nói gì thêm. Bắt đầu thanh toán ở quầy thu ngân. Đề Sung phát hiện Cheon Kyu mua rất nhiều dụng cụ vệ sinh và còn có cả dung dịch tẩy nhựa đường. Bên kia bố Đề Sung gắp được một con gấu, rồi đuổi rượt nhau trong siêu thị với Mi Eun Suk. Điện thoại của mẹ Seo Hyun được giấu trong con gấu này. Hôm sau Seo Hyun lại đến siêu thị. Ji Eun đang giám sát Đề Sung, anh ta vẫn không hề buông bỏ nghi ngờ với anh. Seo Hyun đột nhiên lên tiếng nói Đề Sung không phải hung thủ. Ji Eun muốn biết tại sao Seo Hyun lại nói vậy, nhưng cô bé không chịu tiết lộ thêm mà còn bảo anh ta làm việc cho cẩn thận. Nói xong Seo Hyun nằm bò trên máy gấp thú bông. Đề Sung lập tức đi tới xác nhận Seo Hyun có đến nhà bà nội không. Kết quả phát hiện cô bé bị vứt ở nhà một mình. Quả nhiên Cheon Kyu đang nói dối. Đề Sung không yên tâm nên lưu số của mình và điện thoại của cô bé. Lúc này Seo Hyun chỉ vào máy gấp gấu bông hỏi, có phải đã có ai lấy gấu bông đi mất rồi không? Vì con gấu mà cô bé rất thích không thấy đâu nữa. Đề Sung nghĩ ngay tới con gấu mà bố gấp được hôm qua, rồi đồng ý với Seo Hyun lúc về sẽ đi tìm, bảo cô bé tối nay hãy gọi điện cho mình. Nhưng Seo Hyun lại nói nếu cô bé không thể gọi điện, hoặc có người không cho cô bé gọi điện thì phải làm sao? Đề Sung ngẫm nghĩ rồi nói với Seo Hyun vậy thì đừng nói, nếu anh nhận được cuộc gọi im lặng của Seo Hyun thì sẽ đến nhà cô bé ngay. Nói xong Đề Sung cho Seo Hyun một cái còi cầu cứu. Lúc này Mi Eun Suk bước vào trong siêu thị, thấy Seo Hyun sắp đi, lập tức lấy một quả trứng kẹo từ trên giá hàng tặng cho cô bé. Trong ấn tượng của Seo Hyun, khi mẹ còn sống, mỗi lần đi siêu thị đều mua thứ này cho cô bé, nhưng cô bé lại không hề thấy vui. Nói mình không thích ăn thứ này, mẹ hay mua vì bố chỉ cho phép mẹ mua món đồ ăn vặt này cho cô bé. Dứt lời Mi Eun Suk nhận ra ngay sự hà khắc của Cheon Kyu. Thế là bà cùng Đề Sung cố ý làm ướt áo của Seo Hyun, mượn cớ thay đồ cho cô bé thấy được chứng cứ làm việc ác ôn của Cheon Kyu. Mi Eun Suk muốn chụp ảnh lưu lại chứng cứ cho Seo Hyun nhưng lại bị từ chối. Vì cô bé không muốn trở thành cô nhi, vậy thì sẽ không gặp được mẹ nữa. Đêm đến Đề Sung kể chuyện này cho Ji Eun để anh ta đi bắt Cheon Kyu, nhưng Ji Eun lại ậm ờ nói mình còn có nhiệm vụ khác nên không rảnh theo vụ này. Đề Sung tức tối mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi tìm Cheon Kyu cùng chứng cứ anh ta giày vò vợ con. Ji Eun không quên nhiệm vụ giám sát của mình nên theo sát Đề Sung rời khỏi siêu thị. Đề Sung đập vỡ cửa văn phòng bất động sản xông vào, phát hiện một căn phòng bí mật đằng sau tấm áp phích trên tường. Bên trong có rất nhiều đồ chơi, còn có cả súng bắn keo. Đề Sung nhớ đến có một lần Seo Hyun quần áo xộc xệch như vừa chạy trốn khỏi chỗ nào đó. Rất có thể chỗ đó chính là chỗ này. Ngày càng nhiều chứng cứ chĩa về phía Cheon Kyu, bao gồm cả ngữ điệu chắc nịch mỗi lần Seo Hyun nói Đề Sung không phải kẻ sát nhân. Nếu hung thủ là Cheon Kyu thì có thể hiểu được lý do cô bé không chịu nói gì. Tổng hợp những điều trên, câu cuối mà Yang Sun nói trước khi được đưa đi cấp cứu có lẽ là tên văn phòng bất động sản của Cheon Kyu. Vừa xác định đối tượng tình nghi xong thì Cheon Kyu lặng lẽ đi vào. Ji Eun lên bắt anh ta nhưng ngược lại bị hắn làm trọng thương. Đề Sung cũng bị Cheon Kyu khóa trái cửa nhốt ở trong phòng. Lúc này Seo Hyun ở trong siêu thị nhận được cuộc gọi của bố. Anh ta bảo cô bé không được nói cho ai biết, chỉ được một mình đến chỗ anh ta nói, đến rồi sẽ dẫn cô bé đi gặp mẹ. Mi Eun Suk thấy con trai và Ji Eun ra ngoài mãi không về thì vô cùng sốt ruột, lập tức mặc áo cùng Sa Eun Sun đến nhà Seo Hyun xem sao. Ai ngờ nhà Cheon Kyu khóa chặt cửa, chẳng có bóng người nào. Lúc này Mi Eun Suk đứng trước cửa sổ ngửi thấy mùi nước tẩy rửa mà Gong San nói.
Bên kia A Hi hiểu lầm Ji Um lại bắt giam Dae Sung khiến anh không thể về nhà. Thế là nổi giận đùng đùng đến cục cảnh sát đòi người. Nào ngờ các cảnh sát khác cũng không biết Ji Um đã đi đâu mà gọi điện cũng không nghe. Trên đường về, A Hi nhận được điện thoại của Mi Eun Suk. Biết tin trong nhà Seo Hyun có nước tẩy rửa thì lập tức chạy đến văn phòng bất động sản, đồng thời còn xin chi viện. Vừa bước vào, cô đã thấy Ji Um nằm trong vũng tiết canh, còn Dae Sung đứng ở cạnh cũng có vết tương cả dính trên người. A Hi biết rõ thủ phạm không phải Dae Sung, vô thức đẩy anh ra và báo cảnh sát. Lúc này đội trưởng Kim cũng bước vào, ông nghiêm nghị chất vấn Dae Sung có phải anh đã xóa sổ Ji Um không. Chỉ thấy Dae Sung đang vô cùng hoảng hốt bất ngờ thừa nhận. Hóa ra Dae Sung áy náy vì dẫn Ji Um đến nhưng lại không thể bảo vệ anh ta. A Hi lắc mạnh Dae Sung để anh giữ tỉnh táo. Hiện tại Seo Hyun rời khỏi siêu thị không rõ tung tích. Việc cấp bách nhất là cứu cô bé. Đội trưởng Kim vốn đã lấy còng ra định bắt Dae Sung, nhưng A Hi tha thiết xin ông ta tin Dae Sung thêm lần nữa. Để anh đi cứu Seo Hyun, đội trưởng Kim ngẫm nghĩ rồi đứng sang một bên. Mong lựa chọn lần này của mình là đúng. Seo Hyun tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng trống không. Cô bé rón rén đi về phía tủ lạnh trong phòng khách. Không ngờ phát hiện trong đó có một thi thể, mà nạn nhân lại là Jae Eun-woon. Hóa ra lần trước Jae Eun-woon đã chụp lại ảnh trong điện thoại của mẹ Seo Hyun. Ngoài ra khi Yang Sun bị hại, ông ta cũng lén chụp lại ảnh Jae Eun-kyu đi vào phòng. Đây đều là chứng cứ phạm tội của Jae Eun-kyu. Jae Eun-woon đe dọa Jae Eun-kyu phải hợp tác với mình. Nếu vậy thì ông ta sẽ tố cáo hung thủ là Dae Sung, giúp Jae Eun-kyu thoát tội. Mọi chuyện xong xuôi chỉ cần cho ông ta một chỗ ở thoải mái là được. Nhưng Jae Eun-kyu không hề có ý định hợp tác. Nháy mắt đã lẩn vào trong nhà Jae Eun-woon bem chớt toi ông ta. Jae Eun-kyu thờ ơ kể với Seo Hyun về chuyện hung ác đó. Còn biện bạch do ông ta nhìn thấy thứ không nên nhìn nên mới bị trừng phạt. Nói xong anh ta lấy vỏ quả trứng kẹo ra, tỏ ý vẫn còn một người nữa cũng sẽ bị trừng phạt. Seo Hyun thông minh nhìn thấy quả trứng lập tức nhớ tới mẹ. Quả nhiên Jae Eun-kyu nói mình đã giữ lời. Anh ta thực sự đã đưa Seo Hyun đến nơi mẹ cô bé ở. Một góc khác của tủ lạnh chính là thi thể của mẹ cô bé. Jae Eun-kyu kéo hành lý dẫn Seo Hyun rời khỏi căn phòng. Lúc sắp rời đi Seo Hyun vẫn lưu luyến mà nhìn chiếc tủ lạnh. Khát vọng được gặp lại mẹ đã tan tành. Hôm sau nữa Dae Sung dùng thùng giấy để ngụy trang trốn trong bàn thu ngân siêu thị theo dõi. Theo suy đoán của anh, hôm qua Jae Eun-kyu đến siêu thị mua đồ ăn nhanh, cho nên hai bố con họ vẫn chưa đi xa. Chắc chắn họ chỉ đang trốn ở nơi nào đó. Quả nhiên Jae Eun-kyu đã vào ở trong nhà Jae Eun-woon, mì tôm và rượu soju cũng đã ăn uống hết. Giờ anh ta đang thoải mái xem TV. Seo Hyun ngồi cạnh dầu dĩ chẳng buồn ăn uống. Đột nhiên Jae Eun-kyu sầm mặt hỏi Seo Hyun giấu điện thoại của mẹ ở đâu. Nếu không trả lời anh ta sẽ tiêu diệt người tìm thấy điện thoại. Nhưng Seo Hyun vẫn không nói gì. Jae Eun-kyu nghĩ ngợi cảm thấy chắc chắn Seo Hyun đã giấu điện thoại ở siêu thị. Thế là lập tức mở ứng dụng siêu thị trên điện thoại ra để đặt hàng. Bên này Mi Eun Suk nhận được đơn đặt hàng mới thì đeo túi đi giao hàng ngay. Nghe tiếng chuông cửa Jae Eun-kyu đã cầm dao sẵn sàng tấn công. Nhưng thấy là Mi Eun Suk giao đồ thì bỗng ngừng ý định đó lại. Rồi oán thán tại sao không phải Dae Sung giao đồ. Vì người anh ta muốn bắt nhất chính là Dae Sung phiền phức. Lúc này Seo Hyun thu mình trong góc lặng lẽ rơi nước mắt. Nhân lúc Jae Eun-kyu đi vào phòng, cô bé nhìn về điện thoại đặt trên sofa của anh ta. Mi Eun Suk về tới siêu thị lại nhận được một đơn hàng mới. Vẫn là người đặt vừa nãy với đơn hàng y như cũ. Chỉ khác ở phần ghi chú có viết thêm 505, đầu Dae Sung xoay chuyển nhanh chóng. Cuối cùng nhớ ra mình từng cho Seo Hyun một chiếc còi cầu cứu. Khi ấy cô bé từng nói SOS trên vỏ bao bì giống như 505, đây chính là tín hiệu cầu cứu của Seo Hyun. Gong San nằm lòng nhà cửa trong khu dân cư cũng kịp thời cung cấp tình báo, nói rằng địa chỉ giao hàng là một căn phòng trống. Nhưng Yang Sun thường xuyên phản ánh bên trong vẫn có dấu hiệu của việc dùng điện. Dae Sung nhận ra điểm bất ổn thì chạy ngay tới địa chỉ đặt hàng. Mọi người trong siêu thị cũng cầm đủ loại công cụ theo sát đằng sau Dae Sung. Jae Eun-kyu đột nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào, phát hiện là đám người Dae Sung. Anh ta lập tức tắt đèn trong nhà, hết sức cảnh giác. Lúc này Seo Hyun chuồn vào phòng như một làn khói, không chỉ khóa trái cửa mà còn lấy ghế chặn lại. Jae Eun-kyu phát hiện sự bất thường của con gái, bắt đầu điên cuồng đập cửa. Seo Hyun hết cách chỉ đành bỏ chạy từ ban công, cô bé cẩn thận dẫm lên điều hòa. Nhưng con đường chạy trốn cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, vì nhích thêm bước nữa có thể sẽ bị rơi xuống dưới. Lúc này Jae Eun-kyu đập tung cửa định chạy ra ban công, thì nghe thấy tiếng của A Hi và đội trưởng Kim dưới tầng. Thế là anh ta chỉ có thể trốn ở trong phòng. A Hi đếm số tầng xong lập tức xông lên hộ ở tầng trên. Người cô buộc một chiếc dây thừng, từ từ leo xuống ban công của căn phòng trống. Mi Eun Suk và các nhân viên cũng đi tìm đệm hơi cứu nạn, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Trong lúc Sa Eun Sun đang kiên nhẫn cậy cửa căn phòng trống, Dae Sung vô tình nhìn thấy ngoài cửa phòng Jae Eun-woon lắp một chiếc khóa điện. Anh nhớ lại lần cuối Jae Eun-kyu xuất hiện cũng mua một chiếc khóa điện, hình như là cùng loại với chiếc khóa anh đang thấy. Dae Sung có dự cảm mãnh liệt Jae Eun-kyu đang trốn ở trong này. Lúc này Sa Eun Sun đã cậy được cửa căn phòng trống, tiếp tục qua cậy khóa điện nhà Jae Eun-woon.
Đê Sung bước vào căn phòng trống kiểm tra một lượt, cho đến khi mở tủ lạnh ra thì lập tức cảm thấy run cầm cập. Lúc này Ahi đã thuận lợi cứu được Seo Yun, nhưng lúc hỏi bố ở đâu Seo Yun chỉ khóc lóc lắc đầu. Đột nhiên trong nhà có tiếng vang. Ahi mở cửa ban công thì thấy Đê Sung đang đứng trước tủ lạnh nhìn hai thi thể. Anh biết một trong hai thi thể trong tủ lạnh chính là của mẹ Seo Yun. Đáng buồn hơn là chắc chắn Seo Yun cũng đã chứng kiến cảnh tượng rùng rợn ấy. Đê Sung bế Seo Yun đi ngay lập tức, rồi đưa cô bé cho mẹ mình chăm sóc. Sa Eung Sun mở được khóa điện tử. Cậu ấy vừa vào cửa đã bị Cheon Kyu uính lén dẫn đến bị thương nghiêm trọng. Đợi đến khi Cheon Yuk và Đê Sung phát hiện thì Cheon Kyu đã trốn thoát. Ahi và Đê Sung chỉ có thể dốc hết sức đuổi theo đằng sau, nhưng cuối cùng vẫn mất dấu anh ta trong ngõ nhỏ. Thế là hai người chỉ đành trở lại văn phòng bất động sản để tìm kiếm manh mối. Đê Sung cảm thấy Cheon Kyu sẽ không rời khỏi khu vực này, vì dù cho đã sắp hạt vợ mình nhưng anh ta vẫn không bỏ đi. Chắc chắn trong chuyện này có nguyên nhân gì đó. Nhân viên trong siêu thị bắt đầu thể hiện bản lĩnh, chia nhau tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khu dân cư. Gong San có nhiều mối quan hệ là người đầu tiên phát hiện tung tích của Cheon Kyu, đồng thời báo cho Myung Suk và Cheon Yuk đuổi theo anh ta. Ai ngờ hai người lại bị Cheon Kyu tấn công rồi trở thành con tin. Đê Sung và mẹ gọi điện cho nhau dưới sự uy hiếp của Cheon Kyu. Cuối cuộc gọi Myung Suk nhấn mạnh tuyệt đối không được giao hàng cho 505. Đây rõ ràng là một ám hiệu. Đê Sung nhanh chóng hiểu được ý của mẹ mình. Bà đang nhắc nhở anh Cheon Kyu đang sốt sắng tìm Seo Yun. Đê Sung lập tức gọi lại, nói dối mình và cô bé đang ở trong siêu thị. Anh muốn dùng cách này để dụ Cheon Kyu xuất hiện. Quả nhiên chẳng bao lâu anh ta đã lái xe máy của Myung Suk tới. Trong siêu thị tối tăm, hai người đụng mặt nhau. Đê Sung nói với Cheon Kyu, điện thoại của mẹ Seo Yun đã quay lại chứng cứ phạm tội của anh ta, nên anh đã giao điện thoại cho cảnh sát. Cheon Kyu không hề hoảng loạn mà chỉ muốn đưa Seo Yun rời khỏi đây. Anh ta muốn mọi người và mọi việc đều đi đúng hướng mà mình mong muốn. Chỉ cần hơi lệch hướng là anh ta sẽ có cảm xúc cực đoan. Lúc này Đê Sung ấn nút đóng cửa cuốn, nhốt mình với Cheon Kyu hung ác chung một chỗ. Sau đó cả hai oánh nhau kịch liệt giữa các quầy hàng. Đê Sung nhớ lại hình ảnh của những khách hàng đã về với các cụ, mà lòng tràn đầy cảm giác bản thân phải thực hiện sứ mệnh. Anh là người bảo vệ siêu thị, đương nhiên cũng phải bảo vệ khách hàng như người nhà. Sau trận ẩu đả Đê Sung hạ gục Cheon Kyu, anh nhặt chiếc hộp quen thuộc lên vốn muốn đập vào đầu anh ta, nhưng cuối cùng vẫn nén lại mọi căm phẫn trong lòng. Cửa cuốn được mở ra, Ahi và đội trưởng Kim túm lấy Cheon Kyu. Cheon Kyu giận dữ nói Đê Sung luôn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhưng Đê Sung lại trả lời rằng mình không phải người thích cống hiến cho đời, cũng chẳng phải để báo thù, mà chỉ mong khách đến siêu thị hôm nay vẫn sẽ quay lại vào ngày mai và ngày kia. Sau khi Cheon Kyu bị đưa đi, Myung Suk khóc lóc ôm chầm lấy con trai. Con bà không hề thay đổi, anh vẫn là chàng trai thông minh hiền lành lại gan dạ trước kia. Sau sóng gió đó, khu dân cư khôi phục lại sự bình yên. Ya Che nghỉ phép xong quay lại làm việc. Quan hệ giữa cô và Cheon Yuk cũng gần gũi hơn. Còn Gong San lên chức hội trưởng như mong muốn, đang ra sức mời chào cho sạp rau của bố Đê Sung. Sa Eung Sun thản nhiên công khai thân phận và mặc đồ nữ ra đường. Ji Ung xuất viện nhận thức được sai lầm trước kia thì cất công đến xin lỗi Đê Sung. Seo Yun ra nước ngoài ở với bà ngoại, bắt đầu cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc. Quan trọng nhất là bố Ahi cũng có cái nhìn khác về Đê Sung. Ông đích thân đến siêu thị kiểm tra anh lần nữa. Chỉ là lần này khi được hỏi về mục tiêu tương lai, Đê Sung không còn rụt rè nữa. Vì ước mơ lớn nhất của anh là bảo vệ khu dân cư này và khách hàng của siêu thị. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập phim hấp dẫn tiếp theo.